chưa, mát chưa? Mát rồi. Anh Giang kéo ra tí, Giang ngồi trúng hàng đi, ngồi trong cho anh Giang mọc hơn, nóng hơn em á. Không, nó vừa với thì không vấn đề gì. Thôi nó không vào, cũng mát bớt đúng không? Nóng quá chị mỡ. Nóng quá chị mỡ. Giảm cân đó hả? Dẹp à? Làm gì muốn sao quá trong em? Càng hello mấy chị nha. Chị nào đây rồi, chấm một chấm massage kim giúp em nè. Em đứng dậy rồi, còn che cái đầu này, rồi tầm nó sát vô rồi, đứng dậy nó thấy. Chị nào mua rồi chấm một chấm massage live stream giúp em nha mấy chị ơi. Hi 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 chị Anh, chào sư Bông Lê nha. Chị nào lên rồi chấm một chấm massage live stream giúp em nha mấy chị. Đã chia sẻ 3 hội nhóm và 2 lần trang cá nhân ở chế độ khoanh. Và sư Bông Lê ơi, chia sẻ hơn đi, chia sẻ có 3 lần hội nhóm mà, chia sẻ hơn rồi đi, chia sẻ hết nhóm cho chị luôn nha sư Bông Lê. Chia sẻ cho chị 30 lần hội nhóm luôn. Mấy chị ơi, lên xe livestream nhiệt tình nha mấy chị ơi, xe livestream mạnh tay nha. Chuẩn bị nhận quà nè. Chị nào xe livestream rồi chuẩn bị nhận quà nha. Chính là xe lai rồi chuẩn bị nhận quà nha chị ơi. Xe lai mạnh tay nha, xe lai mạnh tay nha. Chị Mai Trang đã chia sẻ nè. Chết rồi, cậu ơi gì trời. Từ từ mới chia sẻ được chị ơi. Từ từ chia sẻ nha. Rồi mấy chị ơi, chị nào lên rồi chia sẻ livestream nhiệt tình giúp em mấy chị ơi. Share chia sẻ livestream mạnh tay nhá. Chị nào lên rồi chia sẻ livestream mạnh tay nha mấy chị nha. Chào chị Mai Đặng nè. Vô đi mấy chị ơi, vô đi. Hôm nay lên đồ đẹp nha. Hôm nay lên đồ đẹp cho mấy chị đi diễn Tết ha. Chào chị Thái Thị Ngọc Mỹ nè. Chào Ngọc Diệp nha. Chào chị Bạch Lê Nguyên. Hello hello, vô like hết nhà em đi mấy chị ơi. Chào Nguyễn Thị Diệu này, vô like hết nha. Vô like share livestream mạnh tay mấy chị ơi. Lên 150 view bắt đầu tặng quà mấy chị nha. Lên 150 view bắt đầu tặng quà nha. Chị đã chia sẻ rồi, điểm danh đã chia sẻ mấy chị ơi. Hôm nay chiều thứ 7 này mấy chị đi làm về sớm á. Mấy chị làm đi về sớm rồi chị đó thì không có làm. Vô hết livestream cho em nha. Vô hết livestream nhận quà ha. Chị nào chia sẻ rồi nhớ điểm danh là đã chia sẻ để biết đường tặng quà nha mấy chị ơi. Chào Quỳnh Nga đã chia sẻ. Đây, tặng quà cho nó máu được một tí ha. Tặng quà cho nó máu một tí mấy chị ha. Mới có 31 lượt chia sẻ mấy chị ơi. Mới 31 lượt chia sẻ thôi nha. Chị Bạch Lê đã chia sẻ nè. Rồi nhớ là chia sẻ 2 lần trang cá nhân giúp em, 2 lần trang cá nhân và tiếp tục chia sẻ cho em 3 lần hội nhóm nha. Chỉ cần 3 lần hội nhóm và 2 lần trang cá nhân thôi là mình được tham gia tặng quà rồi nha mấy chị ơi. Rồi món quà rất hết sức là hấp dẫn luôn này. Điểm lên cái món đầu tiên cho chị coi nha. Lên món quà xinh đẹp đầu tiên này. Lựa món nó đẹp đẹp tặng với chị ha. Đồ chị mặc 58kg, mặc đồ không chị Duy Ngọc không, 58 không mặc vừa đâu. Chỉ khoảng 52 cân đổ về thôi. 52 cân đổ về ha. Chào Lê Bì Mai Thi nha. Hello chị Phương Nguyên nè. Chỉ khoảng 52 cân đổ về thôi nha mấy chế. Rồi còn 100 view nữa nha mấy chế ơi. Còn 100 view nữa nha. Xem bàn tay lên 150 view bắt đầu tặng quà nha mấy chị ơi. lên 150 view bắt đầu tặng quà nha. Xem bàn tay đi mấy chị ơi, xem bàn tay nha. 2 lần cho cá nhân và 3 lần hội nhóm. Chia sẻ rồi Ý Thảo, cảm ơn chị Mai Đặng nha. Mấy chị yêu của em lên chia sẻ cho em như một thói quen nha. Chia sẻ như một thói quen để mình nhận quà mấy chị ha. Chị nào mà nhận được quà mà chưa có chia sẻ là tiếc lắm nha, vì lấy lại quà, vì lấy lại quà đó nha. Chị nào chia sẻ mà chưa có chia sẻ mà lấy mà trúng quà rồi đó là bị lấy lại quà đó nha. Rồi chia sẻ bàn tay chấm chấm nhiệt tình để mà nó tăng, để nó đẩy cái tút lên nha mấy chị, để nó đẩy cái tút lên ha, để đẩy tút lên. Mấy chị chấm chấm rồi comment vô nhiệt tình cho em để đẩy cái tút lên cho khách biết, khách vô nhiều nhiều một tí. Mấy chị hai lên 150 view em bắt đầu tặng quà nha. 150 view bắt đầu tặng quà và bắt đầu lên đồ luôn mấy chị ha. Lên đồ đẹp cho mấy chị dịp Tết luôn nha. Hello chị Trang Anh nè. Chào chị Nguyễn Thị Ngân nha. Chào Kim Anh Lê. Chào tất cả mọi người. Quỳnh Nga chưa nhận được quà bên chị bao giờ. Quỳnh Nga có mua đồ bên chị cho ta? Quỳnh Nga có mua quà, mua đồ không? Thường thường quà kèm đơn ha. Thường thường quà là kèm đơn nha. Nguyễn Minh Khuê nè, nghe lạ. Quỳnh Nga nghe lạ quá, không biết mua đồ lần nào chưa. Quà thường thường kèm đơn ha. Chào chị Lily Huỳnh nha. Mấy chị nào vô sau thì nhớ share live stream mấy chị gần lên 150 view rồi ha. Chị nào vô sau thì share like nhiệt tình cho em gần lên 150 view rồi nè. Lên 150 view bắt đầu tặng quà nha chị ơi, bắt đầu tặng quà và chia sẻ. Bắt đầu tặng quà nha. Lên 150 gần lên rồi nha mấy chị ơi, gần lên rồi. Bắt đầu tặng quà nha. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ta? 68 lượt chia sẻ thôi. Mới 68 lượt chia sẻ thôi mấy chị ơi, mọi người ở đây, hơn 100 người ở đây mỗi người á, chia sẻ cho em 2 lần cho cá nhân và 3 lần của nhóm nha. Thứ nhất là mình mua đồ giá sale, thứ hai nữa mua đồ giá sỉ đúng không mấy chị? Thứ hai nữa là mấy chị sẽ được tặng quà nha. Được nhận quà mấy chị. Đây em sẽ lên món quà đầu tiên ha, rồi món quà chuẩn bị cho mấy chị đôi ta. Lên cái đầm xinh đẹp này đi. Tặng cái đầm xinh đẹp này luôn. Chơi mạnh tay luôn ha. Tặng cái đầm xinh đẹp này nè, cái đầm công sở nha mấy chị nha. Đầm này dễ mặc lắm, 54 cân đổ về là ok nha. Rất là dễ thương mấy chị. Đó, mặc đi chơi hay đi công sở đi làm thì ok hết, rất là đẹp luôn mấy chị. Vải thì khỏi chê rồi, vải nhem là mấy chị khỏi chê ha. Vải đẹp dã man luôn á. Chia sẻ bằng tay đi mấy chị, nhưng mà mới ít lượt chia sẻ của em chưa tặng quà được nè. Mới ít lượt chia sẻ của ha, cái này chắc chắn em mà tặng quà em mà kêu đặt mã lên mấy chị comment lên chọn thế nào cũng có. Một số chị chưa có chia sẻ mà chưa có chia sẻ là bị lấy lại quà uổng lắm nha. Chưa chia sẻ bị lấy lại quà uổng lắm. Bắt đầu tranh quà he he. Chị Anh cố lên, chị Anh cố lên nha. Chị Anh tranh quà là chúng là Tết nay là chúng nhiều quà, là Tết nay khỏi cần sắm đồ luôn. Có đồ mặc dài dài khỏi cần phải sắm đồ ha. Nhớ là xe 2 lần cho cá nhân và 3 lần hội nhóm chị nha mới được nhận quà nha. Hội nhóm là em kiểm tra được cho nên mấy chị ơi không ăn gian được đâu nha, không ăn gian được đâu. Bởi vậy xe nhiệt tình cho em, bởi vậy xe nhiệt tình nha, không ăn gian được đâu nha. Rồi xong chưa, xong chưa? Gần 150 view rồi, gần 150 view rồi. Đã sẵn sàng chia đã sẵn sàng chiến ha. Gần 150 view rồi mấy chị ơi, gần 150 view rồi nha. Mà chỉ mới có 85 lượt chia sẻ thôi. Mới 85 lượt chia sẻ thôi, làm sao mà tặng quà được đây. Thôi em cứ tặng chế nào chưa chia sẻ là không được nhận quà đáng tiếc nha. Chị bé ngồi trong máy tính, chị bé mở phần mềm chưa? Chưa. Em đọc mềm nó bị ấy. Để nó bị cập nhật á. Nó bị cập nhật hả? Buổi sáng em mở không được, đến giờ được chưa? Rồi, rồi. Còn mềm chưa được em. Chị Mai Đặng chưa chia sẻ được hả? Chị Mai Đặng chưa chia sẻ được thì chị Mai Đặng nhớ chia sẻ trang cá nhân giúp em nha. Nhớ là 5 lần trang cá nhân, nếu mà chị nào không chia sẻ hội nhóm thì 5 lần cá nhân giúp em. 5 lần cá nhân giúp em nha mấy chị ơi. Chị nào không chia sẻ được hội nhóm thì 5 lần cá nhân nha. Nhưng cách nhau ra một chút xíu. Rồi bây giờ em bắt đầu đặt mã này mấy chị, đặt mã tặng quà ha. Tại vì mới ít người chia sẻ quá. Chị mới có khoảng 100 người chia sẻ thôi. Chị mới 100 người chia sẻ thôi nè. Rồi em đọc mã luôn, tặng cho chế nào mà chia sẻ nha. Chế nào chưa chia sẻ là chưa được nhận quà đâu. Chị Ghiền chân váy mà không có. À chị Ngọc Yến hả? Ghiền chân váy hả chị? Rồi, ghiền chân váy lên rồi đúng không? Mấy chị yên tâm, sắp tới là có lô chân váy với lô áo kiểu ha. Nhưng mà cũng phải lâu lâu một tí, khoảng mấy ngày nữa ha. Rồi, chị Ngọc Yến có thích chân váy xin không? Thích thì tối nay vô cho em. Có chân váy xin dài đồng hoàng nha, đẹp cực kỳ. Rồi em lên mã nè, chị nào ơn tối vô tiếp nha. Rồi, lên mã nha chị ơi, lên mã nha. Chị nào ơn cái màu em đang cầm nè, đó muốn mua em này với giá 0 đồng, comment cho em mã là 0 đồng kèm số điện thoại nha. Comment mã 0 đồng kèm số điện thoại giúp em, nhớ là share livestream mới được nha chị ơi. mã đầm này là không đồng, kèm xin thả giúp em. Chào Nguyễn Ngọc Diệu nè, vô đi chơi, vô xe livestream nhận quà đi. Rồi không đồng nha mấy chị, không đồng. Cứ comment lên đi mấy chị ơi. Comment càng nhiều thì khả năng trúng mình càng cao nha. Comment càng nhiều thì khả năng trúng mình càng cao, em sẽ vuốt nha. Em sẽ vuốt nha mấy chị nha, vuốt nha. Chị nào chia sẻ càng nhiều thì khả năng trúng quà càng cao nha. Em sẽ vuốt ha mấy chị, vuốt thế này ha. Dừng lại một người bất kỳ nha. Cho nên mấy chị cứ comment không đồng kèm số điện thoại cho em. Chị nào comment càng nhiều thì người đó trúng, khả năng trúng càng cao nha. Không đồng kèm số điện thoại nha mấy chị, không đồng kèm số điện thoại ha. Đó, comment nhanh tay mấy chị. Mọi người comment nhiều lần cho em, nhiều lần thì khả năng trúng mình càng cao nha. Mà mấy chị ơi nhớ là share livestream 2 lần hội nhóm, 2 lần trang cá nhân và 3 lần hội nhóm mới được nha. 2 lần trang cá nhân và 3 lần hội nhóm mới được chơi nha mấy chị. Đó, và chị nào không có làm đúng luật là trúng nhưng mà bị lấy lại quà nha. Trúng nhưng mà bị lấy lại quà nhường cho người khác nha. Rồi comment nhanh tay nè mấy chị ơi, ai cũng chơi đi, mấy chị đang trong này ai cũng chơi ha. Chơi nhiệt tình vô, chơi mạnh tay nhiệt tình vô mấy chị. Chơi mạnh tay và nhiệt tình vô mấy chị ha, chia sẻ rộng rãi vô nha. Chia sẻ rộng rãi vô, anh cũng chia sẻ đi. Chia sẻ chưa? Sẵn. Hả? Sẵn rồi hả? Mà gồm mấy cái trên mạng. Buồn ghê á. Giờ không có sẵn chia sẻ rồi làm sao bây giờ? Nó có 100 mấy lần chia sẻ rồi. Mới có 100 mấy lần chia sẻ thôi. Chia sẻ kém quá, chia sẻ ít quá. Rồi nhanh tay mấy chị ơi, nhanh tay mấy chị ơi. Nhanh tay không đồng cho em chuẩn bị kết này mấy chị, chuẩn bị vuốt nha, không đồng. Chuẩn bị vuốt nha mấy chị nha. Vuốt và dừng lại một người bất kỳ nha. Em vuốt và em dừng lại một người bất kỳ ha. Đây, chuẩn bị vuốt và dừng lại một người bất kỳ tặng quà nha. Mấy chị tiếp tục chia sẻ lên nha mấy chị ơi, tặng nhiều phần ha. Rồi dừng lại ai đây? Kích cho một cái rồi. Ai? Lê Huyền Mai Thi ha. Chị Lê Huyền Mai Thi đã chia sẻ chưa? Chị Lê Huyền Mai Thi đã chia sẻ cho Kiệt Cha. Lê Huyền Mai Thi liền giúp em nha, 2 lần hội nhóm và 3 lần cho cá nhân. 2 lần hội nhóm và 3 lần cho cá nhân giúp em chị Lê Huyền Mai Thi nha. Chưa chia sẻ hội nhóm thì quay ra chia sẻ hội nhóm liền cho em. Còn em sẽ kiểm tra cho cá nhân trước. Nếu mà chưa chia sẻ cho cá nhân luôn là lấy lại quà tặng cho người khác nha. Rồi kiểm tra nhanh giúp em, chị Lê Huyền Mai Thi mặc cái đầm này đúng đẹp luôn á. Rồi, Lê Huyền Mai Thi nha. Chủ nhân của chiếc đầm xinh đẹp. Tiếp nha mấy chị ơi, tiếp tục nha. Đừng ngừng chia sẻ nha chị ơi, đừng ngừng chia sẻ, tiếp tục cho em đi. Tiếp tục cho em nha, tặng cái set này luôn nha mấy chị. Tặng cái set theo luôn ha. Đây. Set theo này bán với giá là 9.000 đồng nha mấy chị ơi, bán với giá là 9k. Set theo bán với giá là 9.000 đồng nha. Chị mờ hả? Do camera hả? Có mờ không ta? Đợi em xíu chùi camera nha. Rõ hơn chưa? Ngon. Ngon hơn chưa? Ngon rồi đúng không? Ngon. Rồi nhóm chị ơi, em chuẩn bị tặng set theo này, cầm với giá là 9.000 đồng nha. 9.000 đồng mấy chị comment cho em mã là 9k kèm số điện thoại mấy chị ơi. Comment mã 9k kèm số điện thoại cho em. Share like nhiệt tình nha, chị nào chưa chia sẻ liền để mua đồ sale rẻ trước đồ like nha chị. Em vẫn đang bán nha chị ơi, đang bán hàng này nhưng mà bán với giá cho mấy chị là không đồng. 9.000, 1.000, 19.000 nha chị nhá. Đó. Nhưng mà chị dành cho chế nào share livestream nha. Em sẽ vuốt dành cho chế nào share livestream, chế nào có share livestream là người đó được mua với đồ giá rẻ nha. Rồi vuốt tiếp nha mấy chị ơi, vuốt để coi ai may mắn á cho nó công bằng ha. Nhưng mấy chị nhớ share livestream nha, nhớ share livestream. Comment cho em là 9.000 nha. Bây giờ mới đến đoạn lâu màn hình thôi hả? Bây giờ mới đến đoạn lâu màn hình. Rồi 9k kèm số điện thoại cho em, 9k kèm số điện thoại cho em. Rất là nhiều comment 9k lên ha, 9.000 đồng nha mấy chị, 9.000 đồng nha. 9.000 đồng nha, coi ai sẽ là người may mắn tiếp theo đây ha. Ai sẽ là người may mắn tiếp theo đây? 9.000 nha, nhớ quay ra chia sẻ livestream liền giúp em nha chị, mấy lượt chia sẻ. 189 lượt chia sẻ rồi ha. Tiếp tục chia sẻ mạnh tay cho em mấy chị ơi, tiếp tục chia sẻ mạnh tay nha. Hôm nay chia sẻ hơi yếu. Mỗi lần chia sẻ cho em tới 1.000 lượt chia sẻ lần. Hôm nay chia sẻ hơi yếu ha. Hôm nay mới chia sẻ được có 100 mấy thôi, chưa được 200 nữa. Chưa được 200 luôn, mỗi lần là chia sẻ mấy trăm, gần cả 1.000 luôn ha. 800-900 đến 1.000 luôn. Hôm nay mới chia sẻ được có 100 mấy thôi. Bởi vậy chia sẻ mạnh tay lên mấy chị ha. Có hàng bom không? Này có hàng bom không? Hôm nay có hàng bom hả? Sao cô Điểm vào trả hàng bom cho em à? Chưa kịp hả? Cục bự đó cơ, cục bự đó chưa phải bom, cục bự đó là để chuyển lại cho người ta. Rồi nhanh tay hả? Lưu đại chưa rút chốt. Lưu đại chưa rút chốt. Rồi triển khai em bắt đầu lướt nha mấy chị, em bắt đầu lướt nha, để kéo lên chân cùng nè. Kéo lên chân cùng lướt ha. Để không bị sót ai hết. Rồi, kéo lên chân cùng lướt nha mấy chị ơi, lướt nha. Dừng lại ai người đó may mắn không chị, rồi dừng nha. Dừng ai đây? Ai đây? Vinh Nguyễn là ai nhờ? Chế Vinh Nguyễn nha. Chế Vinh Nguyễn kiểm tra chế Vinh Nguyễn đã chia sẻ livestream cho em chưa? Em nghĩ là chưa. Em nghi là chưa quá. Chế Vinh Nguyễn ha. Không biết chế Vinh Nguyễn chia sẻ chưa? Nghi chứ chưa chia sẻ quá à. Chưa chia sẻ là hủy nha, hủy là tặng cho người khác nha. Hủy là em quay lại người khác đó. Vinh Nguyễn chia sẻ rồi hay là cho cá nhân chưa? Cho cá nhân rồi. Ok. Nói vậy ai về chế chia sẻ rồi. Cảm ơn chế nha, tại vì chế là khách mới. Rồi, tặng cho chế Vinh Nguyễn nè, 9k, 9.000 đồng cho Vinh Nguyễn nha. Nhớ là chốt thêm đủ đơn để đi nha chế, đủ đơn cho em để đi nha. Đó, em đang bán nhưng mà bán với giá 1.000, 9.000 nha chị nha. Rồi lên tiếp cho chị ơi. Đơn thải chưa? Dạ chị thấy là xe này đi ha. Rồi cái set quần giả váy nha chị, một cái set quần giả váy rất là dễ thương. Set quần giả váy rất là dễ thương luôn, kèm áo sơ mi ha. Kèm em áo sơ mi như thế này nha chị nha. Đó, cưng không? Một cái set cực kỳ đẹp luôn, áo sơ mi kiểu mấy chị ha. Sơ mi kiểu kèm chân váy nha. Chân váy có độ co giãn nhẹ và có quần luôn, chân váy giả quần nha anh chị. Rồi bán với giá bộ này bán với giá 19.000. Bộ này bán với giá 19.000 nha. Chị nào chốt nhanh cho em 19k kèm số điện thoại này. Bán với giá 19.000 nha. Đây 19.000 cái bộ này nha chị ơi. Tầm 50 cân đổ về ha. Bộ này 50 cân đổ về. Có quần luôn. 50 cân đổ về có quần. 50 cân đổ về có quần nha. Comment cho em mã của nó là mã 19k kèm số điện thoại nha. 19k kèm số điện thoại. 19k kèm số điện thoại cho em. 19k kèm số điện thoại cho em nha. 19k nha. Nhớ là xe la chi mạnh tay nha mấy chị ơi. Xe mạnh tay nha mấy chị, xe mạnh tay nha. 216 lượt chia sẻ rồi, 216 lượt chia sẻ rồi mấy chị ơi. Tiếp tục chia sẻ và mua 19k cho em nha. Chị nào khách mới nhớ kèm số điện thoại cho em ha. Cầm mê 19k càng nhiều lần thì mấy chị khả năng trúng càng cao ha. Rồi 19k cho em, chuẩn bị quay 19k nha. Chuẩn bị quay 19k. Kho hàng hiện tại đã vơi đi 2/3 Quỳnh Nga. Quỳnh Nga là có cái gì vậy Quỳnh Nga? Ở Quỳnh Nga là có cái gì lên vậy? Cái gì mà kho hàng đã vơi, hiện tại đã vơi 2/3, đừng buồn, các bạn đã cố gắng rất nhiều nhưng mà không giỏi gì đây bà Quỳnh Nga. Không biết cái comment cái gì luôn á. Rồi 19k rồi em quay 19k nha. Chị comment nhanh lên, chị nào comment nhanh người đó được nha. 19k này, lướt 19k nha. Có bị nhầm. Rồi, ai đây? Chi Anh nha. Xe này thuộc về Chi Anh ha. Chị Anh đã chia sẻ livestream chưa? Kiểm tra chị Anh giúp em. Chị bé kiểm tra chị Anh giúp em chia sẻ livestream 2 lần cho cá nhân và 3 lần hội nhóm chưa? Rồi 5 lần. Rồi 5 lần luôn rồi hả? Chị Anh đã chia sẻ 5 lần luôn rồi. Tặng cho chị Anh này. Chị Anh ha, chị Anh với giá 19k nha. Chị Anh với giá 19.000 đồng nha. Chị Anh với giá 19.000 đồng nha chị ơi. Tặng cho chị Anh này. Lên nhanh luôn nha chị ơi, lên nhanh luôn nha. Săn đồ giá sale nhóm chị. Chỉ cần xe livestream thôi, hôm nay chắc là chị nào cũng được luôn á, nãy giờ là không trùng ai hết á. Bây giờ lên đồng có trùng ngay hết ha. Rồi bộ này nhóm chị, bộ caro ha, set caro siêu đẹp luôn. Xếp hàng này hàng F1 nha mấy chị, caro này caro hàng F1 nha. Caro hàng F1 nhóm chị cực kỳ xịn luôn. Xịn đẹp ha. Đây, nguyên một set thế này. Eo 70 đổ về nha. Eo 70 đổ về. Thì cái áo. Rồi eo 70 đổ về nha. Rất là xinh luôn. Eo 70 đổ về. Đó, chị nào ưng bộ này bán với giá 19k luôn. Comment cho em mã của nó là mã số. Rồi bán 18k đi ha, 18k cho nó khỏi bị nhầm với 19 á. Rồi comment cho em 18 kèm số điện thoại 18k nha. 18k kèm số điện thoại cho em 70 đổ về nha chị, 18k. 18k em 70 đổ về. 18k chân váy dài luôn ha. Có túi luôn nha. Chân váy caro dài có túi luôn nha mấy chị. Caro dài có túi. Áo siêu xịn luôn, áo róc top, sắc nách. Chắc cô tông siêu xịn ha, cô tông siêu xịn. Rồi comment 18k cho em, bộ này 18k. 18k kèm số điện thoại cho em, xe lai bằng tay quý chị ơi, xe lai bằng tay ha, 18k cho em, 18k. Eo 70 đổ về nha, eo 70 đổ về. Xe lai nhiệt tình nha mấy chị ơi, xe lai nhiệt tình ha. Xe mới 200 rồi chia sẻ à. Chia sẻ ít quá à. Một buổi chia sẻ tới gần 1000 luôn á mấy chị. Một chị nào chưa chia sẻ nhấn chia sẻ nha. Chị nào chưa chia sẻ nhấn chia sẻ cho em ha. Để đồ nhanh nha, rồi 18k lướt luôn cho nhanh nha chị, lướt luôn cho nhanh ha. Rồi nè chị, video 18k cho ai nè. Nếu là chị dành chỉ nào chia sẻ thôi ha. Chị lướt lên trên nè, rồi lướt lên trên từ 18k nha, bắt đầu lướt nhóm chị ơi, bắt đầu lướt nha, dừng lại bất kỳ ai nhóm chị ơi, ai may mắn thì đã được nha. Rồi dừng lại ai đây? Mina nha, Mina ơi. Mina cũng ơi, Mina ha. Có phải không? Uống lồ không? Không. Đúng hoài nha. Mina nha, Mina cũng hoài luôn á. Hồng như đang nào? Và chế Mina có vừa cái chết đâu? Chắc là vừa nha. Eo 70 là vừa đúng không? Rồi chế Mina nha, 18k nha. Hầu như là nào 18k. Mina là cái like nào cũng chuối hả? Bà Hen có tập bác comment nhiều á. Comment nhiều là khả năng trúng cao lắm. Rồi Mina nha, tặng cho Mina nha. Set 18k luôn, 18k của Mina, 18k của Mina. 18k của Mina luôn. Rồi tiếp một set rồi này mấy chị. Một set xinh đẹp nữa ha. Đây. Một set xinh đẹp luôn, cái chất thì thôi rồi á. Tâm Tâm. Đẹp dã man luôn ha. Tâm Tâm nào á? À áo lụa, áo lụa. Rồi. Rồi đây nhóm chị ơi, quá đẹp luôn ha. Trời ơi, chờ đủ em về mà lâu quá. Rồi màu này nhóm chị cực kỳ xinh, xét siêu luôn. Mai chuyển ra ngoài Bắc đi em ơi. Bắc vô nhanh hơn hả? Cần Khẩu á. Bắc vô Nam nhanh hơn mà Nam ra Bắc lâu hơn. Đồ Nam ra Bắc lâu hơn mà đồ Bắc vô Nam nhanh hơn là nhanh. Em nói thật mấy chị, em gửi cho mấy chị gì đâu mà lâu lắc lâu lâu mấy chị mới nhận được. Mà mấy chị đồ bị lỗi hay là đồ bị sai mẫu cái gì đó mấy chị gửi vô cho em á, 3 ngày tới nơi. Thật sự chỉ có 3 ngày tới nơi luôn á, thật sự luôn. Rồi đồ chị có chưa, em có ship chị đi nha, em chị về rồi hả? Ok chị Liễu nha, về rồi em gửi cho chị Liễu hả? Em giữ cho tháng nữa Tết từ đến giờ luôn. Em mình vướng hả? Rồi chuẩn bị nhanh tay mấy chị ơi, cái set này em 70 đổ về luôn, em 70 đổ về nha. Chết rồi, nãy giờ chị Bạch Lê Nguyên chưa bông che được set nào hết, để em kiếm set lớn chị Bạch Lê Nguyên bông che nha. Rồi comment cho em nhắm chị, comment cho em mã của nó là mã, cái này là bán 39k set này nhắm chị, 39k set này. Comment mà 39 kèm số điện thoại giúp em, mà 39 kèm số điện thoại giúp em, nhanh tay comment lên mấy chơi. 39 thấy mấy chơi hết, em thấy hết. 39k kèm số điện thoại giúp em. Chị nào khách cũ mà hay mua hàng ngày nào cũng mua thì khỏi cần comment số điện thoại cũng được. Còn chị nào á mà lâu lâu mới mua thì nhớ cho em 3 số đuôi. Còn chị nào khách mới cho em số điện thoại đầy đủ luôn nha. Nhớ dùm em cái chốt hàng nha chị ơi, nhớ dùm em cái chốt hàng nha. 39k cho em, 39k, 39k nha. Rồi 39k xuống 39k luôn nè, xuống 39k nha. Đây để em lên. Rồi bán sale 39k luôn này, 39k mạnh tay này, 39k. Cái nào comment càng nhiều người đó khả năng trúng càng cao. Người đó mà 39k quá trời quá đất luôn, quá trời quá đất. 39k rồi mấy chị ơi, xe mạnh tay mấy chị ơi, xe mạnh tay, bán đồ sale cực kỳ mạnh tay luôn ha. Rồi lướt nha, lướt nha, lướt được chưa, lướt được chưa này. Comment nhanh tay lên để lướt nha, comment nhanh tay lên để lướt mấy chị nha. Rồi comment nhanh tay để lướt luôn nha. Lướt. Siêu tẹt ga. Rồi lướt nha, 39k nha chị ơi. Nhớ là kiểm tra chia sẻ cho nên nhớ là mấy chế chia sẻ giúp em nha, chia sẻ mạnh tay nha. Rồi 39k nha. Trời ơi 39k nhanh quá, nhiều quá. 39k nhiều quá trời quá đất luôn. Rồi bắt đầu lướt nha mấy chị ơi, lướt hoài không đục đích luôn. Lướt hoài luôn. Tôi bảo là không đụng ít tại sao? Có nghĩa là chưa đụng tới luôn đó. Có không gì ngon. Rồi dừng nha. Ai đây? Chiếc vai đằng. Chiếc vai đằng vừa không? Eo 70 chiếc vai đằng vừa không? Eo 70 nha, 39k chiếc vai đằng vừa không? Không vừa thì nói là nhường lại để em nhường cho người khác nha. Mai đằng vừa đúng không? Rồi chốt cái mai đằng giùm em coi 39k. Mai đằng 39k nha. Kiểm tra mai đằng cho em luôn. Kiểm tra cái may đằng là chia sẻ cho, chứ chia sẻ em lấy lại đó nha. Khách VIP chưa chia sẻ mình lấy lại là xấu hổ lắm. Rồi lên luôn nha mấy chị ơi, lên luôn nha. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi đây? May đằng nha, may đằng chia sẻ chưa, may đằng chia sẻ chưa? Rồi trời, chia sẻ quá trời quá đất, chia sẻ quá trời quá đất luôn. Trời ơi bấm bồ theo số 7, 8, chia sẻ 7, 8 lần luôn, ghê vậy. Chia sẻ ghê vậy, 8 lần chia sẻ luôn ha. Đấy, chia sẻ phải như vậy đấy, chia sẻ phải như vậy đấy. Là 100% lần để làm cũng trúng. Thế này tên Nguyên Hạ 3 chấm rồi. Rồi lên đồ luôn nha mấy chị ơi. Em 70-72 chứ mấy đẳng rồi, mấy đẳng vừa. 70-72 chắc là vừa đấy. Còn vừa thôi, nhường lại tặng cho về, tặng luôn. À, cà phê giảm cân. Đúng rồi mấy chị ơi. Tuần sau là em có cà phê giảm cân rồi chị. Em uống thử rồi như cà phê Trung Nguyên luôn. Uống y chang cà phê Trung Nguyên luôn, ngon lắm. Đang uống liệu trình một hộp công ty Dùi Mậu Thượng cho uống ha. Trời ơi, uống đi được mấy cân luôn mấy chị. Đâu đâu đứng lên này hồng anh. Đây, dao nhọn hẳn luôn á. Cũng bớt ngồi dao nhọn hẳn luôn nha. Có đường cong rồi không? Có đường cong rồi chị thấy chưa? Ghê không? Không có bị mệt nha mấy chị, mà nó không có cảm giác mệt măng ha. Không cần anh chị đang. Có dao nhọn luôn. À, chuẩn bị test lên người da mấy chị. Test em rồi, chuẩn bị test người da. Cho con bú uống được không? Cho con bú uống được không hả? Cho con bú chứ cho con bú mà sau không uống được, nhưng mà sau một tuổi đi hẳn uống. Sau một tuổi đi hẳn uống chứ nhá. Tại vì trong quá trình một tuổi, nếu con chưa được một tuổi thì chứ không nên uống, chỉ cần dưỡng chất chứ không nên ăn kiêng, để cho con nó có đủ dưỡng chất khác, để cho nó phát triển toàn diện với lại thông minh như bao đứa trẻ khác nha chị. Rồi. Tại vì quá giảm cân đó là nó tạo cảm giác mình không có thèm ăn, đó là mình ăn bớt lại ha. Rồi mẫu này nhá chị ơi, một cái dung rất là xinh đẹp nha. Một cái dâm xinh đẹp luôn. Chứ là Nguyễn sao? Uống gì có eo của em. Cái gì? Uống gì có eo của em. Uống gì eo, sẽ có eo. Uống gì eo, đó là dâm cà phê. Rồi, em này eo 76 nha chứ ơi. Em dâm này eo 76 độ V nè. Dâm eo 76 độ V. Chị đến cái dâm này sale luôn cho mấy chị nha. Đây, em dâm 99k, sale luôn 79k. Sale 79k nha, chỉ áp dụng sale livestream thôi. Sale 79k em dâm này. Đó, eo 76 độ về, comment cho em mã của nó là mã 1. Dung mã 1 nữa chứ, dung mã 1. Comment mã 1 cho em nha, mã 1. Mã 1 nhưng mà chị em ơi, comment mã 1 nha. Chốt mã 1 nhanh tay giúp em. Hôm nay em lên cả hàng cao cấp rồi nha, ví dụ bộ em đang mặc là giá 101 thì cứ em lên luôn ha. Lên cái hàng này luôn ha. Ê, chị anh bấm cho em phát hộp là gì nha. Ai biết, anh bấm có nói em đâu. Rồi mẫu này luôn, rất là xinh nha, cực kỳ đẹp, nó có túi hết mấy chị, hàng cao cấp hết nha mấy chị ơi. Đợt này hàng Tết em lấy toàn hàng cao cấp thôi, hàng cao cấp toàn bộ mấy chị ha, giá cực kỳ yêu luôn, ha. Rồi mẫu này chốt mã 2 cho em luôn, mã 2 bán sale cực rẻ luôn ha, mã 2 giá 85k, comment mã 2 giúp em, cái đầm quá đẹp, thực sự cái đầm quá đẹp, mét 6 54 cân đổ về, mét 6 54 cân đổ về, comment mã 2 cho em. Mã 2 như thế nhé. Đây mã 2. Rồi mã 2 nha, mã 2 là đến 64 cân đổ về. Rồi em lấy cái bộ em đang mặc ha. Bộ đang mặc nha. Bộ đang mặc chỉ có một bộ thôi đó chứ, chỉ có một bộ rồi đó, mấy chị mang cái đôi dép. Dép em đang mang có bán luôn nha. Dép đang mang có bán luôn ha, tông xịt tông với chị. Áo cam, dép cam. Mặc cái màu thì chốt cho. Chưa mặc chưa chốt. Mã 2 chưa chốt. Mã 2 bao nhiêu tiền? 79 đúng không? Không, mã 2 là 85. Mấy chị ơi, chị học khách mới cho em bao cho em số điện thoại đầy đủ nha. Mã số 2 cho chị Hiền Nguyễn này. Mai chị Hiền Nguyễn Sài Gòn nha. Ừ, mã 1, mã 1 Nguyễn 579. Mã 1 chốt cho em. Mã số 1 chị Thúy Phạm này. Thì mấy chị chưa có khách mới mà chưa có số điện thoại em chưa chốt được này. Cái Yumi cái cũ á, mình có Yumi à? Số 1 chị em này. Số 1 cho Yumi này. Rồi vậy hết số 1 rồi. Rồi cái set em đang mặc set bi giống chị ơi, giá 101 nha mấy chị nha, giá 101. Chị nào lấy cái bi này comment mặc bi cho em, eo 72 độ về nhá. Set bi này eo 72 độ về, 1m6 52 cân, 1m55 là khoảng 47 cân. Chị nào ưng chốt ngay cho em mã bi. Mấy chị ơi, chị nào khách mới comment cho em mã số kèm số điện thoại đầy đủ em mới chốt được nha mấy chị ơi. Rồi mã bi cho em nha chị ơi, mã bi, comment mã bi nha. Chốt mã bi nhanh tay luôn. Khách mới nhớ cho em số điện thoại đầy đủ mới chốt hàng được nha chị. Rồi mã bi, có chị nào chốt mã bi chưa? Dép em mang bao nhiêu? À dép em mang 101 chị ơi. Dép em mang 101 nha. Dép mang là 101 nha mấy chị nha. Trời ơi sao màn chị chồng quá vậy? Em đi chồng nha chị. Chị đang lót cái đâu rồi? Đây, vậy em đi hả? Vậy là màn mấy mấy là chị chồng rồi. Bi có một size thôi chị ơi, bi có một size thôi. Bi chỉ có một size nha. Em bao nhiêu? Em 72 đổ về. Bi chỉ có một size em 72 đổ về nha. Bi chị nói lấy bi comment bi nhanh tay em chị. Bi chỉ có 2 bộ thôi ha. Bi chỉ có 2 bộ thôi. Bi 3 bộ hả? Bi có 3 bộ mấy chị ơi, có 3 bộ nha, bi có 3 bộ thôi nha. Comment bi nhanh tay cho em nha, bi chỉ có 3 bộ thôi. Bi cho Yumi Nguyễn này. Bi cho Yumi. Bi cho chị Anh này. Bi cho chị Anh. Thế nào lấy bi nữa không ạ? Chỉ còn một bộ bi là thôi. Thế nào lấy bi cầm em đi. Còn một bộ bi đang mặc được thôi ha. Lấy bi cầm em đi nha, lên cho em này. Rồi cái đầm này ha mấy chị. Cái đầm này xinh xinh luôn. Đó, hàng này hàng cao cấp nha mấy chị. Cao cấp hơn hàng Quảng Châu nha mấy chị nha. Nó đẹp, còn đẹp hơn cả hàng Hồng Kông rồi nha mấy chị. Đây nó có đẹp hơn hàng Hồng Kông rồi. Tại vì hàng này toàn bộ là giá 200 mấy một set không ạ. Toàn bộ là 200 mấy một cái đầm với một cái set nha mấy chị nha. Không đi một lời luôn mấy chị. Mấy chị nào ra ngoài mua là mấy chị sẽ biết ha. Có mút ngực luôn nha. Cái đang cầm có mút ngực luôn mấy chị ha. Đây 101 nha mấy chị, 101 kim giá trên 101 nè. Cái nào cắt giá em báo liền ha, cắt giá em đọc giá liền. Em lên hàng cao cấp một chút xíu để mấy chị mặc Tết ha. Rồi 101 nè. Eo 74 đổ về. Eo 74 đổ về nha, comment cho em eo 74 đổ về. Comment cái đầm này, trên đầm này có quần luôn, comment cho em mã số 6. Mã số 6 kèm xin thoại với em mã số 6 nha. Rồi số 6 nè. Chốt số 6 cho em. Số 6 giá 101 nha. Chế nào kim giá cho em đi. Số 6 giá 101. Comment số 6 cho em này, mã số 6. Số 6 có 2 màu này nha. Số 6 có 2 màu. Số 6 có 2 màu, 6 xanh và 6. Mình lấy còn một set bi chốt cho Út Nguyễn đôi 348 nha. Set bi chốt Út Nguyễn luôn ha, nhóc lại, không quên. Rồi. Mã số 6 có 2 màu nha chế, 6 có 2 màu. 6 có 2 màu là 6 màu, màu đen là 6 màu xanh nha. Chị nào lấy 6 xanh cầm lên 6 xanh. Chị nào 6 đen cầm lên 6 đen giúp em nha. 6 đen và 6 xanh thôi đó chị. Để nó mắt. Lấy số 6 chốt số 6 nhanh nha mấy chị ơi. Số 6 số lượng ít nha. Bộ bi lại là nhiêu? Bộ bi là giá 101 hết đó chị. Mấy cái bộ hàng cao cấp này 101 hết á. Thiết kế cao cấp á. Hàng nó đẹp hơn cả hàng Hồng Kông nữa. Út Nguyễn thì trùng nghi hiền nha. Út Nguyễn 348. Đây. Rồi lên tiếp nha mấy chị ơi. Má 6 đen. Có kiểu áo gì? 66. Má 6 là dung may đầm. 6 là đầm nhưng mà có quần. Má 6 là đầm mà có quần trong mấy chị nha. Đầm nhưng mà có quần trong nha. Má 6 đen. Má 6 đen cứ em mặc cả đen luôn. 6 đen với 6 xanh. 6 đen. 6 đen cho chị Huyền Mai đuôi 3278 này, chị Huyền Mai cho em xin thêm địa chỉ nha. Ghim giá cho chị ơi. Nha. Ok để ghim tráng em. Ghim giá 150k vào không? 101 thôi, có mút ngực luôn nha mấy chị, có mút ngực nha, 101 nha, có mút ngực nha. Đây, em mặc cái đen lên ha. Còn cái xanh này giống chị, đưa lại cái xanh cho em nè. Em lên nhanh đó mấy chị, xong cái này là em lên nhanh nha. Lên cái này xong cái này là em lên nhanh cho mấy chị chọn ha. Đây mẫu này tầm 1m6, 74 1m6 khoảng 52 cân đổ về thôi ha. Đây mẫu này mặc đằng sau là mình cột dây giống chị nha. Cột dây đằng sau lại. Có cái nơ cột nơ đằng sau. Đó rất là dễ thương như vậy ha. Cột là cột chéo nha. Kéo lên hết cho chị rất là dễ thương ha. Cực kỳ cưng luôn. À. Im chưa? Anh ơi cái này cái zoom thôi cái đồng. Cái zoom với chị, cái zoom mà dạng zoom dạng đồng nha, nhìn những tượng đồng đó nha, nó là cái zoom dạng đồng. Đó mọi người hiểu rồi, thấy chưa? Zoom dạng đồng nha mấy chị. Kim. Zoom dạ đầm. Ngày mai quận 4. Của ai ghim vậy? Hoàng Kít hả? Trong hàng kìa. Nhân Phạm 60 thì không thể đi. Rồi cảm ơn nha, cảm ơn Nhân Phạm và chị Hoàng Kít nha. Rồi zoom nha mấy chế. Mà số 6 nha, số 6 zoom á. 6 đen cho Huyền Mai có thể chỉ rồi. 6 đen cho Huyền Mai 201 cho chị có biết được hết nha chị. Còn 6 xanh ha. Trời ơi xinh. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi, xỉu luôn, đẹp xỉu luôn. Cái màu này mấy chị mua bên ngoài là 200 mấy shop Thọ Tây nha. 300 mấy luôn, 200 mấy là shop Thọ Tây ha mấy chị ha. Rồi chị nào ơn cái đầm hồng này comment nhanh cho em, mã của nó là mã số 8 kèm số điện thoại nha. Mã 8 eo tầm 72 nha chị. Mã 8 eo tầm 72. Comment mã 8 cho em này. Đậm xíu nha. Nhìn nhau nhỏ hơn á. Đo cho chắc đi mấy chị ơi. Rồi mã số em này 70 mấy chị ơi, em nhỏ hơn rồi, em có 70 thôi. Em này em 70 em. Mã số 8 em 70 Út xinh đẹp mặc vừa đúng không? Em 70 Út mặc vừa không biết thì Út em 72 á. Út ơi, em 72 mặc vừa Út. Cái này em 70 ha. Em 70 em 72 mặc chắc ôm lắm á. Rồi em 70 này, chị nào lấy comment số 8 cho em này. Số 8 Út xinh đẹp này, Út xinh đẹp và vừa số 8 không em ơi, em 70 này cho em biết cái này không vừa thì anh chốt cho chị sau nha. Mã 8. Comment mã 8. Không được báo em nha. Út sau nha. Eo nó 70 mút nha. 70. Ok. Thì mã số 8 em chốt cho chị My Trần này đôi 238 nha. 8 cho My Trần ha. Mà 8 có một set thôi, chốt được cho một người thôi. Rồi đây là cái dung nha chị ơi, cái dung ha rất là xinh sủa, dung này dung thiết kế dung bèo ha mấy chị. Rồi em đang kiếm cái màu này lâu lắm nè. Đang kiếm màu này để diện mặc diện đi chơi đi đồ mấy chị. Mà kiếm lâu lắm mới có. Cái này em lấy một set thôi thì dễ thương luôn. Rồi em này giao tầm 70 đổ về. Cái gì có đi hả? Có chứ. Em 70 đổ về mấy chị nha. Nhà em cái gì cũng có hết đấy. Mét 6 50 cân đó, chị em 70 đổ về ha. Đây mét 6 50 cân dung nha mấy chị, dung nha. Rất là đẹp, mặc cái này cực kỳ đẹp luôn mấy chị, đẹp dáng lắm. Rồi, chị nào ôm chốt nhanh cho em này, mét 6 hoặc 48 cân thôi. 48 cân đổ về nhá. Rồi comment nhanh cho em này. Chỗ này đẹp quá mà vô hơi nhỏ ha. Em có 70 à. Mã gì? Mã dùm cho em, dùm thiết kế có 101 thôi nha mấy chị. Dùm thiết kế là coi 101 thôi hả? Dùm em bao nhiêu vậy? Em 70. Dùm cho Út Nguyễn nè, dùm cho Chi Anh nè. Hết chung hả? Ok. Dùm cho Út Nguyễn nha. Út Nguyễn với Chi Anh ha. Dạo này bà Chi Anh bán được không bà Chi Anh? Chị ơi, dạo này bán được không? Buôn bán được không? Rồi đây mẫu này nhá. Chị nào mẫu này comment nhanh cho em. Cái lưng của nó lưng bo thun không mấy chị? Lưng bo thun nha. Rồi cái set này bị đẹp luôn á, chân váy cho mấy chị, chân váy bo thun. Rồi có mút ngực luôn mấy chị ơi. Áo có mút ngực luôn rất là đẹp ha có gì. Rồi có dây khóa luôn, đằng sau có dây khóa để gài luôn ha mấy chị. Đằng sau có dây khóa gài luôn, một set thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Mấy chị nhìn cao cấp chưa? Thấy sung dương nha. Ok Út nha, anh nghe rồi. Cái này mặc Tết bao đẹp luôn thực sự. Mấy chị mặc đi chơi Tết, mua dần để dành mà mặc Tết mấy chị, đẹp lắm. Một mình em chắc cả bao đồ luôn rồi ra để dành để mặc Tết, đẹp dã man. Rồi chị đơn bộ này xếp chốt liền cho em bộ mã nó mã 11 nha. Mã 11 m6 52 cân đổ về, eo tầm 74 đổ về nha, eo tầm 74 đổ về. Rồi comment nhanh cho em có mút ngực luôn nha, chị khỏi mặc ống ngực. Có mút ngực khỏi mặc ống ngực luôn. Rồi comment nhanh cho em mã 11 101, mã 11 101 này. Mã 11 101 này. Mã 11 cho Vinh Nguyễn nha. Vinh Nguyễn đã 5402 này. Vinh Nguyễn cho anh xin thêm địa chỉ nha em ơi. Em bo thun nha, mấy chị. Đây. Em này em bo thun ha, túi hai bên luôn, có túi luôn nha, hàng cực kỳ đẹp. Rồi 101 chị nào lấy chốt cho em mã này là mã đỏ, chốt mã đỏ cho em một em dùm mã đỏ nha. Một em dùm mà đỏ, lấy đỏ comment đỏ cho em, đỏ siêu đẹp quần dài ống nhỏ đang hoàng cổ nhìn dáng đẹp chưa chị? Quần vô người nó đẹp dạ mang cho, mang thêm đôi guốc nữa ha, mang thêm đôi dép, đang màu đen đôi dép để quần như thế này ha, đó xinh chưa? Rồi ôm dung đỏ chốt mà đỏ cho em luôn 101 nha, mà đỏ comment mà đỏ cho em. Dung má đỏ 101 này, hôm nay mình. Ok Vinh Nguyễn nha, đỏ cho Út xinh đẹp này. Đỏ cho Út ha, Út mặc vừa. Chị Hiền Dinh hôm nay hơi bị chậm chút xíu này, chị Hiền Dinh bị chậm chút xíu à. Lên set này. Lên một set thiết kế nha mấy chị ơi, set thiết kế bao đẹp nha. Đây, cái dây này là mấy chị cột nơ ở đằng trước ngực nha mấy chị, ở ngay chỗ phần eo ha, cột nơ ngay phần eo, quần dài luôn nha mấy chị, à quần chín tóc nha mấy chị, cái này mặc đi chơi đẹp lắm nè, đi chơi đẹp ha. Rồi mẫu này nha, chị đơn mẫu này comment nhanh cho em nè, đó xinh ơi là xinh luôn, eo tầm 72 đổ về mấy chị nha, eo 72 đổ về, 1m6 khoảng 50 cân đi, 50-52 cân gì đấy. Rồi comment nhanh cho em mã này là mã số 33. Đúng là đúng 72 luôn, đúng hàng thiết kế. Mã số 33 em 72. Mã số 33 em 72 nè. 33 em 72, mét 6 50 52 cân. Comment mã 33. Mã 33 luôn nha mấy chị. Mã số 33 cho chị Hiền Dinh nè. 33 cho Hiền Dinh. 101 đúng không? Một set quần dài luôn mấy chị ơi, quần dài ống rộng nha. Trời ơi, nói thật. Bao nhiêu người đi săn lùng với cái set này. Khách của em hỏi hình chụp hình hỏi em quá trời cái set này luôn, lần này mới về được, nó thật sự nó quá đẹp, có mút ngực hết mấy chị, hàng này có mút ngực hết nha, mặc từ xa cột nơ như vậy giống mẫu dùm em nha, cực kỳ đẹp. Chị nào mà eo to sau đợt này nhớ dùng cà phê giảm cân cùng với em ha. Rồi màu này chị nào lấy chốt mã vàng cho em. Mã vàng đeo 72 luôn, 1m6 hoặc 50, 52 cân nha. Mã vàng, chốt mã vàng cho em. Chị để đâu là cái màu vàng cho em chị để. Nhiều nước dây nó xuống nhà bếp lấy hình cái trên. Nói em bị 12. Mã vàng. Vàng cho ngọc ruby nè, ngọc ruby 6525 nè. Ngọc ruby cho em địa chỉ nha. À em ở quận 12 Sài Gòn nha mấy chị ơi. Trời ơi, cái đầm đẹp quá mấy chị ơi, có 101 à. Chị tình luôn á, bán rẻ ơi là rẻ. Có 101 thôi, áp dụng xe livestream mấy chị nha, nhớ là xe 2 lần. Trang cá nhân cho em, chị nào coi và mua đồ em hôm nay nhớ là theo dõi và xe livestream 2 lần trang cá nhân cho em. Cái dùm này là do 72 độ về mấy chị ha, đây là cái đầm như có quần mấy chị, cho 72 độ về. Có rớt tay luôn vậy luôn em, nói thật sự rất là model. Model dạ mang luôn á mấy chị. Em này đó, em được chút không có săn được cái lô này. Không có sang được luôn này, nhìn mà khát khao muốn có nó luôn, nó thật sự đẹp. Có mức lượng luôn. Rồi, comment nhanh cho em mã 20. Mã 20, em 72 đổ về mã 20. Comment mã 20 cho em, có 101 thôi. Gì đâu mà rẻ, y như là vừa bán vừa tặng luôn á mấy chị. Ok, Ngọc vừa bán vừa tặng ha. Ngọc ruby có địa chỉ thì cảm ơn em nha. Mã bao nhiêu mà 20, mà 20. Chốt 20 cho em. Có cái gì có đồ có 60kg hoặc vừa không sót 60kg có, nhưng mặc cái kiểu khác thì men nha, kiểu bo thun á, cái nào có bo thun nghèo là chỉ mặc vừa ha. Rồi mẫu này có 20 cho chế Nhật Minh nè, 20 cho Nhật Minh nha, 20 cho Nhật Minh, 20 cho chế Nhật Minh ha. Rồi cái set này luôn, cái chị set sọc nha, comment sọc cho em. Lưng của nó là có dây khóa và đồng thời có bo eo nha mấy chị, có dây khóa là có bao nhiêu luôn, đằng sau có xẻ tà và hai bên có túi luôn ha. Đằng sau có xẻ tà và hai bên có túi. Bây giờ học cái nhiều không điểm xem, nhiều không để xem, nhiều không mà nhiều không ít là ít thôi, ít thôi sao. Rồi có mút ngực nha mấy chị, comment mã sọc này, 1m6 52 cân đổ về. Rồi chị Bạch Lê Nguyên hôm nay không chốt cái set này mà mặc này đẹp lắm chị Bạch Lê Nguyên ơi, cái kia mặc phải cưng lắm luôn á. Rồi mẫu này nha, 12 đổ về cầm đi sọc cho em, thực sự set thiết kế nha chị. Rồi sọc 101 với 2 có mức ngực luôn. Sọc cho 12 đổ về này, sọc cho chị Hiền Dinh này. Sọc cho chị Hiền Dinh luôn. Sọc có cái túi Hiền Dinh ha. Rồi cái này nha mấy chị. Một set thiết kế này nha, mặc cực kỳ cưng. Cưng lắm mấy chị ơi, có mức ngực nha mấy chị. Đằng sau là có độ cao co giãn luôn nha. Đằng sau có co dạng luôn, mặt rất là cưng. Mẫu 20 em hết rồi chị ơi. Chị nào người to to á, mà da trắng trắng đi, mặt đẹp dạ mang luôn. Đây, co dạng thoải mái luôn ha. 1m6 54 cân, 1m6 54 cân, 1m6 54 cân, có túi luôn mấy chị, có túi 2 bên luôn. Thật sự xếp đẹp dạ mang chưa. Da trắng ghê không, không có bị hỏi rúm mấy chị yên tâm, giống như cái áo ngắn em đang mặc này, nhưng mà quần nó cũng lưng cao ha, cho nên mấy chị không bao giờ bị hỏi rúm. Rồi comment cho em luôn là bộ này là bộ mã 22. Mã 22 giúp em. Comment mã 22. Mã 22 màu đỏ đô nha. Mã 22 đỏ đô 101. Comment 22 cho em luôn. Mấy chị ơi, xe like màn tay đi mấy chị ơi, xe like màn tay cho em nha, xe like màn tay nha. Rồi tiếp nha mấy chị. Rồi cái set này có quần trong luôn mấy chị, set này có quần trong luôn ha. Mã 22 cho Mina này. 22 cho Mina. Rồi bộ này chị nói bộ hồng này comment cho em mã của nó là mã số 9, có mức ngực nhớ chị, có mức ngực mã số 9 nha, mã số 9 tầm 1m6 50 cân đổ về ha, size M nhá, 1m6 50 cân đổ về size M. Đầm da của em hết rồi nha, mã 22 chốt cho chị Mina em hết nè, chị anh Kim To đang ở đâu mà cho comment lên vì sau rồi chị. 9 hồng và 9 đỏ nha. Là hóng đầm body, là tên là hóng đầm body. 9 hồng và 9 đỏ, đầm body ít chị ơi. Trong lô nó rớt vô là có mấy cái đầm body à. Hai set 9 hồng và 9 đỏ này em 70. Dạ em 70 đổ về ha. 9 hồng 9 đỏ cho em tầm size M nha, 1m6 50 cân á. 9 hồng 9 đỏ cho em, comment 9 hồng 9 đỏ này. Cái set này mặc dễ thương lắm nha mấy chị. Và Hiền cũng đẹp lắm nè. Đúng vô cùng luôn. Đúng rồi, Hiền mặc cái này thì đẹp luôn. 9 hồng 9 đỏ cho em. 9 hồng 9 đỏ, 9 đỏ cho chị Bích Phượng 958 này. 9 đỏ cho Bích Phượng ha. 9 đỏ còn không? Không còn con. 9 đỏ còn cho bà Yumi. Phượng 958 này, 9 đỏ cho Dung Y luôn này, 9 hồng cho Hoàng Thái HT này, Hoàng Thái HT cho anh xem địa chỉ nhé, như lấy cho cái điện thoại rồi mà. Hoàng Thái mới. Đúng rồi. Hoàng Thái HT cho anh xin thêm địa chỉ nha em ơi. Hoàng Thái HT số đuôi 884 này. Trời ơi trang máy đẹp quá. Trời ơi trang máy tầm đẹp quá mấy chị ơi, có quần không ta? Có quần luôn nha mấy chị, có quần luôn nha. Một cái chân váy quá đẹp có quần luôn. Trời ơi, gì ra quần nó to để cho mấy chị mặc được hết ha. Trời cái xích caro đẹp quá bà con ơi. Nhìn là muốn mặc liền luôn. Con mút ngực luôn nha mấy chị. Xích caro đẹp quá nhìn là muốn mặc luôn ha. Đẹp quá đẹp luôn. Rồi, yêu em này 68 chị ơi, yêu số 8 nha. Yêu số 8 đổ về. Yêu số 8 đổ về với chị hai, yêu số 8 cái cầu em á. Yêu số 8 cầu em mặc ok ha. Yêu số 8 đổ về 1m6 khoảng 48 cân nha. Còn 1m55 rồi 46 cân. Chậm quá ok. Cái này chị thích comment lên em đốt cho. Ôi đẹp quá mấy chị ơi, cái chân váy nó kìa. Chị tình luôn comment caro cho em đi. Rồi chân váy của nó này trời ơi, đẹp thế. Chị Nghi này là khách mới, khách cũ ta thấy lạ quá à, mà cho em ba số điện thoại. Ta. Caro nhắm chị, comment là caro. Caro cho em thử hot girl quá. Caro cho chị ăn này. Hot girl quá. Caro cho chị ăn. Caro cho chị ăn ha. Caro cho chị. Caro cho chị Hiền. Chị Nghi không biết là khách cũ hay khách mới ta. Caro cho Hiền Vinh luôn. Xem màn tay chị ơi, xe lan màn tay cho em nha. Xem màn tay cho em nha. Caro, con để chốt Caro cho chế Hiền Dinh một set này, Caro cho chế Luyện ném Luyện một set em hết nha. Chế Nghi là khách mới, khách cũ anh em vậy em thấy làm quá mà lại cho em 3 số đuôi. Đây là khách cũ. Nghi mà. Chỉ là bảo là khách cũ, nhắn lên là khách cũ, em không biết. Khách cũ à? Cái này kêu 60. Tại máy nó bị thông tin đợt trước, thông tin cũ của anh nó bị mất á. Nghi chốt mã sau cho anh nha, Nghi để anh coi lại nha. Nghi chốt mã sau nha Nghi. Mấy chế nào có đổi tên Facebook gì nhớ dặn em nha. Trong số điện thoại nuôi rồi mà nhớ dặn em nha. Chỗ trong váy này bao co dạng luôn mấy chị ơi. Trong váy này có cùng trong nha. Trong váy có cùng trong bao co dạng luôn mấy chị. Có cùng trong là bao co dạng ha. Cái eo này co giãn từ 65 đến eo co giãn từ 65 tới nó trùng thiên size đúng không? Bây giờ có cái áo ha. Rồi mẫu này tầm 1m6 thì 53 cân đổ về nhé chị. Đó tại cái áo của nó vừa thôi. Ủa cái xếp này dễ thương quá. Xếp này dễ thương quá mấy chị. Xếp thỏ tây luôn mấy chị ơi, dễ thương quá. Rồi chị nói cái xếp này comment nhanh tay cho em. Comment nhanh tay cho em mặc sọc nha. Xếp sọc cưng quá à. Xếp sọc có 2 màu nhé chị, có 2 màu. Sọc có 2 màu nha. Sọc okay, vàng và chế sọc Nghi. Chế Nghi cho em lại số điện thoại thì chị đầy đủ rồi này. Cảm ơn chế Nghi nha. Sọc vàng và sọc kem nha chị. Chế Nghi chốt mã sau giúp em nha. Sọc vàng và sọc kem 53 cân đổ về, sọc vàng sọc kem. Chân váy vô tô luôn. Chân váy này chế nào á 57 cân 56 cân ăn vừa hết luôn á. Tại vì co dạng lắm nha. Rồi chị nào lấy chốt cho em mà của nó là mà sọc vàng và sọc kem ha. Sọc vàng sọc kem. Sọc vàng và sọc kem cho em. Sọc vàng và sọc kem. Sọc vàng cho chị Hiền Dinh này. Sọc vàng cho Hiền Dinh. Còn sọc kem nha. Sọc kem tên mặt đầy đủ mấy chị, tên mặt đầy đủ. Sọc kem cho chị ăn này. Sọc kem cho chị ăn, chứ nào lấy sọc kem rồi, sọc kem còn một set á. Sọc kem em còn nha, chứ nào lấy sọc kem còn sọc vàng thì em hết rồi. Sọc kem còn một set. Chứ nào lấy sọc kem còn mấy sọc kem cho nha, sọc vàng em hết rồi mấy chị ơi. Đây. Đẹp quá, hồi này chị nói chưa chốt được cái này. Thấy Nguyễn Ngọc nha. Thấy bé Nguyễn Ngọc nha. Ngọc ơi em chốt cái này mặc này. Bé Ngọc đừng nói chị không mặc 2 giây là nói chung là tiếc cả cuộc đời luôn. Cái set này quá đẹp. Đây set này quá đẹp nha. Chị nào set này comment nhanh tay nếu chị comment nhanh tay cho em nha. Cục lại nâu đem về cục lại nâu ha. Đây về cục lại nâu. Rồi chị nào cái set này comment nhanh tay này, set này cho tụi nuôi. Sọc kem thiết chế Huyền Mai đuôi 278. Rồi eo 70 đổ về nha. 2 giây có mút ngực eo 70 đổ về. Chị nào ôm cái đầm này comment nhanh cho em mã đỏ. Hết sọc kem. Mã đỏ có 101 thôi quý chị. Hàng này hàng 280 không chị? Đây siêu có 101 thôi ha. Hàng 280 còn 101 eo 70 có quần luôn. Mã đỏ eo 70 này, mã đỏ eo 70 sao em chốt sọc vàng mà không được. Tại comment sau chứ sao. Eo 70 comment mã cho mã đỏ. L70 mã đỏ mấy chị nhá, L70 mã đỏ là đầm đúng không? Đầm có quần trong đúng không? Đúng. Sọc em hết rồi, mã đỏ đi với chị ơi. Sách đỏ cho chị Vũ Thu Thủy nè. Sách đỏ cho chị Vũ Thu Thủy đuôi 160 là chị Vũ Thu Thủy cho em xin thêm địa chỉ nha. Rồi hoa lắm chị. Comment hoa cho em. Hoa nha. Đây là hoa, đầm hoa ha mấy chị. Đây chị đơn hoa chốt hoa cho em, hoa mặt rất là cưng ha. Hoa mặt cực kỳ dễ thương luôn. Chị đơn hoa chốt hoa cho em nha. Cực kỳ dễ thương luôn. Hờn anh Trang cứ hờn đấy nhở. Hờn làm gì nhở? Hoa E74 đổ về. Qua đây đóng 72 cửa đấy. Hoa E72 đổ về 1m652 cân nha. 1m652 cân E72, E74 nhưng mà em bán E72 cho thoải mái nha. Rồi, comment hoa cho em, hoa hồng nhóm chị cực kỳ dễ thương luôn, mà hoa, xuống mặt hoa này. Mà hoa cực kỳ dễ thương. Mà hoa luôn nha, của cái bi này em kết lắm luôn á. Quá hoa nha mấy chị ơi. Hoa cho Trần Thị Cẩm Hà này, đôi 142 này. Cái bi này em ghiền luôn rồi mấy chị. Mấy chị cầm đi nhanh không em đủ ý là em chốt cho em luôn. Chị thương quá. Rồi mẫu này yêu của nó 72. Trời ơi má ơi, mẫu này mặc cũng đẹp luôn á Giang. Trời ơi bi. Ôi chắc dữ quá. Tiếu à. Rồi bi, chị nào không lấy nhanh tay em lấy nha. Mà bi nha. Dữ gạo quá. Áo chị mặc còn không? Áo em mặc là set á, bán rồi. Đi cho chị Mai Đặng nha. Rồi, đi cho chị Mai Đặng 655 nha. Mai Đặng lấy của em rồi. Không dám giành, sợ khách la không dám giành luôn. Không. Rồi em này em 72. Em này em 72 74 luôn các chị ơi, em 74, 74 nha. 74 là vừa căng nó vừa xít luôn là 74 nha. Con để đủ thoải mái thì mấy chị em 72 đổ về là thoải mái, 72 73 đổ về là thoải mái nha. Đó, cái nào cũng có túi hết. 101 là quá rẻ thật sự. Rồi, có mút ngực luôn mấy chị ơi, có mút ngực. Rồi chị nào ơn chốt nhanh cho em, mã này là mã số 37, đằng sau có dây khóa nha, đằng sau có dây kéo ha. Mã số 37 nè, 37 nè. Lưng cao giống em đang mặc này. 37 em bao nhiêu? 37 với 74. 37 cho chị anh Kim To nè. 37 cho anh Kim To. Rồi này chị Kim To thì cái set đó đúng không? 37 cho chị Kim To. Bi em hết rồi, em mới chơi bi em có một set em hết rồi. 337 cho chị anh Kim To nè. 37 cho anh Kim To rồi cái set này luôn. Set trong váy đuôi cá này nha, em còn hai màu. Mút ngực luôn á chị, có hai màu nha, màu này em 70 đổ về thôi. Em 70 đổ về nha. Đó, rất là dễ thương luôn. Vải thì cực đẹp đúng chị, vải đẹp lắm chị, nhận hàng này đảm bảo biết chị mê mệt luôn ha, hàng này vải đẹp lắm. Mê thôi đừng mệt. Mê là phải mệt. Rồi em này giống chị mua set. Bộ em đang mặc có bán không kìa? Bộ đang mặc bán rồi mà. Bán rồi. Bộ em đang mặc hết rồi nha, em biết mẫu. Chị Vũ Thu Thủy số điện thoại đuôi 3160 cho em xin thêm địa chỉ luôn nha chị ơi. Rồi chị đã ơn cái set này comment nhanh cho em, mã của nó là mã 30. 30 kèm màu cho em, 30 còn màu này là màu sọc gì? Khi em comment đầu tiên. À, chế Hoàng Huy là chế Hoàng Huy bên em mấy tuổi là lên sọc sau đen nha chế ơi. Sọc đen là sọc vàng cho em, sọc thỏ tây nha. Sọc xám và vàng đi. Xám và vàng, xám và vàng, xám và vàng, đây là xám vàng. Đây là set thỏ tây nha mấy chị. Quần đấy là quần kiếm cơm ấy. Còn cái quần là quần kiếm cơm. Rồi, chị nào lấy comment nhanh cho em nha. Comment nhanh cho em mà sọc xám với sọc vàng. Nha mấy chị nha, đẹp lắm. Chị nào khách mới comment cho em thêm số điện thoại kèm mã em đi chốt được nha. Ok, cảm ơn chị Vũ Thu Thủy nè, có địa chỉ đồ này, cảm ơn chị nha. Sọc xám sọc vàng cho em nha. Set sọc xám cho bé Quyên này. Bé Quyên đuôi 507 này, bé Quyên cho anh xin thêm địa chỉ nha. Còn set sọc vàng thôi, màu vàng này là vàng đồng. Đẹp lắm nha mấy chị ơi. Mấy chị ơi, thấy địa chỉ của Vũ Thu Thủy rồi nha. Cảm ơn 500 chị nha. 500 lượt chia sẻ, mấy chị chia sẻ lên trên 600 lượt chia sẻ. Em bán đồ 1k tiếp nha. Bán đồ 1k với 9k tiếp nha mấy chị. Mấy chị chia sẻ lên cho em 500 lượt chia sẻ, em bán đồ 1k với 9k tiếp nha. Chia sẻ bằng tay lên mấy chị. Cái đầm này đầm thiết kế siêu đẹp nha mấy chị. Nhìn hàng nút của nó này. Để gần cho mấy chị thấy ha. Đó mấy chị nhìn hàng nút của nó này. Rất là đẹp ha, đẹp cực kỳ luôn. Đây. Có đầm thì màu đỏ của Yếm không ạ? Không có rồi. Có đầm của Yếm thôi. Có đầm công chúa của Yếm. Sọc vàng cho Yumi Nguyễn nè. Rồi E70 nha. Sọc vàng cho Chi Anh nè. E70. Ok này, Chế Lâm đến đi lấy sóc vàng để lại cho em số điện thoại em địa chỉ nhé. Mấy chế ơi, chế nào khách mới comment cho em mã số cho em số điện thoại đầy đủ cho em nha. Mà 70 comment mà 70 cho em, mà 70 nha, chốt mà 70 giúp em. Cái đầm siêu đẹp mà 70 140 comment mà 70. Mà 70 này. Mà 70 comment mà 70 nhanh tay nha, mà 70 cho em. Ủa, cái đầm nó đẹp quá, đầm đen đẹp quá. À, cần mắt thử không? Đẹp quá. Đầm đen mà 70 đẹp quá. Cho em xem đổi lại sọc vàng nha, cho em đổi lại sọc vàng nha chứ bé Huyền. Em xin đổi sọc vàng hả? Ok luôn, cho đổi sọc vàng luôn. Vậy thì sọc xám để cho chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên, trời ơi, vừa khéo. Nguyễn Thị Cẩm Tiên lấy sọc xám này, Nguyễn Thị Cẩm Tiên nuôi 24269 cho em xin thêm địa chỉ nha. Vậy thì vừa khéo luôn. 70 ha. Có màu khác không? 70 không có màu khác nha. 70 là cái gì? 70 cho người công an. Cái đầm đen, trời ơi, cái đầm đen nó mới đẹp. 70 cho chị Ăn Kim To. Đầm đen đó nó mới quyến rũ, da nó mới trắng. Rồi màu này chị nào lấy cái sọc này, cái sọc thiết kế này có hút ngực, siêu đẹp luôn ha mấy chị ơi, siêu đẹp. Comment cho em mặc sọc đỏ, comment sọc đỏ cho em. Đây, siêu đẹp ha mấy chị. Eo này là có đủ co dạng luôn, cho nên 54 cân đủ về ok luôn ha. 54 cân đủ về ok luôn, đằng sau chân váy có xẻ tà luôn nha mấy chị. Đó, mấy chị thấy chưa? Bao đẹp, em nói thật sự mấy chị mặc lên con người cao cấp cực kỳ luôn. Da trắng đẹp, cao cấp, dạ mang đi ăn Tết. Em nào bảo mấy chị là người ta lé mắt hết. Chốt cho má sọc đỏ nữa chơi, má sọc đỏ 101 nha. Má sọc đỏ này. Sọc đỏ cho chị Ăn Kim To này. Chị bật lên nguyên đi đâu. Em chị bật lên nguyên đợi là môi thì em không lên đi trơn tỏi vậy. Em không có. Thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp. Nguyễn Thị Cẩm Tiên có địa chỉ chính xác hơn không em? Đi về số nhà hay là cái gì đó để bưu tá họ giao hàng tới nơi em nha. Bà lên nguyên tố này em không, trưa nay em không có đầm body rồi, em tưởng chị thích đầm xòe chứ. Em hết đầm body rồi, hồi tối hôm qua khuya hôm qua bán hết mấy cái hết rồi. Mấy cái siêu phẩm bán hết rồi. Ừ, bán mấy cái siêu mấy cái đầm body gì á. Rồi đây, mẫu này áo này mình mở một bên được luôn nha mấy chị ơi. Có dây khóa mở bên hông nha để mấy chị chui vô ha. Đó, chui vô cho mấy chị thương cho nó mặc cho nó khỏi bị ôm á. Rồi chân váy cô dạng thoải mái luôn, 52 cân đổ về, chị nào lấy set này comment cho em mặc, còn nó là mặc cầu vồng nha. Comment mặc cầu vồng cho em, áo cực xịn luôn mấy chị. Áo cực xịn luôn. 53 mà phải 1m6 nha. Rồi 55 là 48 cân. 1m55 48 cân đổ về. Rồi comment nhanh cho em, chân váy thì chuyên size luôn, chân váy cô dạng lắm. Cô dạng cực kỳ luôn cho nên không cần phải size ha. Chứ không phải đầm đen. Thu liệu thì xã Hồng. Ok. Cho em to lấy sắc đỏ hả? Chứ không phải đầm đen hả? Chị, lâu chị cứ bùa em không à. Chị comment sai mã rồi. Comment thì sai mã rồi. Không, cầm mấy cả hai mã luôn. Comment cả hai mã luôn hả? Cầu vồng cho bé Nguyễn Ngọc nha. Cầu vồng cho bé Nguyễn Ngọc. Nguyễn Thị Cẩm Tiên có địa chỉ rồi nè. Bưu điện thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Body đây chị Anh Kim, chị bà Linh Nguyên ơi. Một cái màu đen. Còn đấy không? Body đây, một cái body duy nhất của chế. À con, trời ơi bà Linh Nguyên có body nhớ rồi, có body nha. Rồi màu body này 90k. Chị nào lấy chốt cho em mà 90 luôn. Body 90k. Eo bao co dạng luôn nha mấy chị ơi. Cái eo này bao co dạng luôn, full size nha. Từ size S tới size L luôn. Eo co dạng tới 80 luôn cũng được ha. Phải cực kỳ co dạng chất poly cao cấp nha. Rồi chị nào có mút ngực luôn, comment mã body cho em. Body. Rồi chốt body cho em luôn, quá đẹp, thực sự đẹp lắm. Lâu lâu mới được cái body mà bán rẻ nha, có 90k thôi. Đây, thấy Trúc Phương nha, thấy Trúc Phương nha, sọc đỏ em hết rồi. Body 90k. Body, cái đen của chị Ăn Kim To lấy ra. Rồi cái đen đây thảo mặc cho, đẹp lắm. Thảo mặc lên là mấy chị hơi đừng có xí nha, đẹp lắm luôn đó. Rồi màu này. Thấy chế Lâm Yến Nhi nha. Chị Lâm Yến Nhi có đi số điện thoại địa chỉ đầy đủ này, cứ chốt hàng cho em là được nha. Body mấy chị ơi, xe like được 600 được chia sẻ cho trội vui rồi nơi. Bán đồ ca mấy chị chia sẻ lợi hại quá. 613 được chia sẻ quá lợi hại luôn. Bây giờ bán đồ 1k luôn nha, đợi em xíu ha, Body đỏ. Set này đã ha. Sọc cầu vồng hết rồi, sọc cầu vồng em hết rồi chị ơi. Chị Body đỏ cho Du Nguyên này. Hết rồi nha, body đỏ cho em xin được nha. Sọc cầu vồng. Rồi màu này. Chị nào lấy cái set này comment nhanh cho em nè chị ơi. Comment nhanh cho em mã này là mã của nó, mã số 7 ha. Cô Thu Thị Hận anh chốt hàng quá. Mã số 7 chốt mã 7 cho em, mã 7 là tầm 54 cân đủ về em coi dạng luôn. 54 cân đủ về ha. Rồi comment nhanh cho em này mấy chị, mã số 7 đúng không? Số 7 màu hồng gạch. Hồng gạch quá đẹp, thực sự hồng gạch quá đẹp luôn. Hồng gạch quá đẹp, có túi luôn ha. Túi luôn. Rồi hồng gạch đẹp quá à. Rồi comment số 7 nhân tay cho em, mã 7 chốt mã 7 nhân tay, không thôi hết nha. Mã 7 nhân tay không biết có mút ngực, luôn chỉ có 101 thôi. Mã số 7. Đây mặc cái xích đen luôn cho mọi người coi. Những cái đen đầm đen này. Mã số 7 cho Trang Lê đuôi 5061 này. Trang Lê cho anh xin thêm địa chỉ em nhá. 7 cho Trang Lê. Trang Lê 5061 cho anh xin thêm địa chỉ này. Em đang ngồi ở máy chủ ấy, máy chế nào comment lên trước là máy chủ nó hiện lên liền nha, nên máy chế cứ yên tâm. Máy chủ chốt bao đúng luôn á mấy chị, nhiều khi máy em chưa nổi lên mà máy chủ nổi lên rồi á. Rồi, mấy chị thấy chưa, màu đen đẹp chưa, hơi bị quyến rũ luôn. Eo em này là 72 cũng mặc được nhưng mà hơi ôm một xíu nhá, còn 70 mang vừa khéo. Mang rất là gọn người nha mấy chị, trắng da mà gọn người vô cùng. Mấy chị nhìn cái hàng đúc này, cao cấp vô cùng ha. Đó mấy chị thấy chưa. Quần bạn mặc quần em mặc em không bán nhé, quần em mặc là quần kiếm cơm nhé, cái chị thông cảm nhé. Rồi chị nói cái đầm đen này của em mặc, comment cho em mã đen nha, để em lên đồ, bắt đầu lên đồ 1k, lên đồ 9k trước nha, lên set 9k trước theo như lời đã hứa nha. Rồi chị nào ôm cái đầm đang mặc comment đen nhanh lên qua mẫu nha, comment đen nhanh lên qua mẫu nè, comment đen em qua mẫu mà 7 hết rồi. Mã 7 hết nha. Mã 7 em hết rồi nha. Ok này Trang Lê có địa chỉ rồi này, cảm ơn em nha. Bán chân váy thôi, chị áo á. Rồi tiếp nha mấy chị, tiếp nha. Em comment mã 7 anh Giang không thấy em sao? Ủa xinh đẹp. Có chứ mà vì sao nên anh chưa thấy đấy. Ủa xinh đẹp vì sao nên anh Giang không thấy. Rồi cái set xám này nha mấy chị, cái set xám này 9.000 đồng nha. Mã đen đúng không? Đầm đen. Đúng rồi, đầm đen cho chế Bích Vân 452 này. Cho chế thì comment đầu tiên một set rồi là hết nè. Hết rồi, có một set em ơi, set kia không phải. Cái Yumi comment đầu nè, Yumi phải. Đến đấy sau. Rồi cho chế Vân nha. Sau đi với Yumi comment sau, Yumi comment là set khác nha, nói chung là tại anh Giang thấy Yumi là trong cái lô đợt rồi cho Yumi có rồi, ông cũng làm lơ á. Rồi tiếp nha. Rồi em chị ơi, xám giờ đọc quá đi à, chị lên mang đi không chút. Xám 9.000 đồng nha. Yến Thùy nào đây ta, 9k. Đấy, anh thấy địa chỉ của bé Quyên rồi nha, cảm ơn em nha. 9k, comment 9k kèm số điện thoại cho em lên nha mấy chị ơi, em 74 đổ về. 9k, chế nào em nhỏ có dây luôn nha. 9k kèm số điện thoại cho em là 9k kèm số điện thoại. Lên nào, lên năm quay này, 9k kèm số điện thoại. 9k lên đi mấy chị, 9k hết đi. Comment 9k lên hết nha. 9k kèm số điện thoại cho em 74 đổ về. Có dây thắt eo luôn, comment 9k. 45 đến 55 kg mặc thoải mái nha, 45 đến 55 kg mặc thoải mái hết này. 9k kèm số điện thoại này em quay số nha, thì số điện thoại 9k kèm số điện thoại em quay số này, quay trúng ai là đó được nha. Em cũng chơi luôn, vô tình trúng em đem em bán này. Ừ, vô tình mà trúng em là em bán nha. Chơi luôn này. Chị nào comment lên càng nhiều người đó càng khả năng trúng càng cao nha, tại lướt và dừng đại thôi, dừng đại ai đó nhắm mắt dừng đại nha. Đó chị nào trúng thì chị nào may mắn thì người đó trúng nha. Chốt trên vàng mặt. Em mà trúng là em bán nè, em mà trúng là em bán đấy nha. Cái lúc thế này mấy chị ơi, trúng ai thì người đó hên, người nào hên thì người đó trúng ha. Người nào hên thì người đó trúng. Anh đang comment em bây giờ tí đi em comment nhiều tí đó, biết đâu quay trúng anh em. Biết đâu quay trúng Giang hả? Đúng rồi, anh comment liên tục kìa. Biết đâu quay trúng Giang thì sao đúng không? Thì trái chứ, em cho mình chế chứ. Nhanh nha mấy chị ơi, nhanh nha, 9k vậy là rất là nhiều luôn, nước ngoài không có tới đích luôn. Nước ngoài không có tới đích luôn, rồi tới đích rồi. Rồi. Nhanh đi mấy chị ơi, nhanh nha. 9k nha, 9.000 đồng nha. Người chúng là quay đi, chúng sao không quay nha, giờ quay nha. Chưa lên kìa, đứng im kìa. Quay đầu quay tại vì cái màn hình nó hơi bé tí rồi dừng nha. Dừng ai đây? Phải có địa chỉ số điện thoại đủ nha. Chị máy đạn chưa có số điện thoại kìa. Máy đạn chưa có số điện thoại. Ai đây? Chị An. Chị An có số điện thoại chưa? Có luôn. Chị ăn cái sinh thời. Sao bà hên vậy vậy? Hên quá, bà chị ăn hên quá. Rồi chị ăn nha, có chị ăn cái sinh thời chưa? Chị ăn 9k nè. Chị ăn 9k nha. Chị ăn 9k. Thế chứ comment nhiều nhiều nữa là chúng mà mấy comment nhiều. Rồi bán thêm một set này 1k nha. Bán thêm set này bà giảm 1k. Set này bà giảm 1k nha chị. 1k 1.000 đồng nha, set này bà giảm 1.000 đồng. Đây, 1.000 đồng nhóm chị nha, 1.000 đồng, xếp đẹp đồng hoàng với chị, chân váy quần đồng hoàng. Comment cho em mã 11k kèm số điện thoại nè. Khách cũ cho 3 số đuôi cũng được, khách cũ cho 3 số đuôi cũng được nha, 1k kèm số điện thoại nha, khách cũ lấy 3 số đuôi cũng được. 1k kèm số điện thoại. Khách mới thì số điện thoại đầy đủ để em ghi em note nha. 1k kèm số điện thoại lên cho mấy chế. Chơi nào chơi nào. 1.000 đồng nha, 1.000 đồng nha, 1.000 đồng, xếp đẹp 1.000 đồng, xếp chân váy quần nhóm chị, chân váy quần có độ vai vàng nhẹ. Eo 70 đổ về, hai eo 70 đổ về. Rồi comment nhanh cho em mã 1.000 đồng này, 1k kèm sinh thoại chị nha, 1k kèm sinh thoại. Biết đâu chúng là em bán 35k rồi để lấy tiền mua cơm. Vì sao bữa nay cái set này của em 101 rồi mà. Tại em bán 35k một tiền mua cơm. Comment nhanh cho em, comment nhanh cho em nha, đừng để ông Giang trúng hết chứ ơi. Em phải chơi chứ. Rồi comment nhanh cho em 1.000 đồng nha, 1.000 đồng, rồi em 1.000 đồng cho em 1.000 đồng. 1.000 đồng nhóm chị, 1.000 đồng nha. Ai cũng được chơi hết, ai trúng rồi còn được chơi nha. Chơi tiền ca luôn hôm nay, chơi chung thoải mái luôn. Đúng rồi, ai trúng rồi mình vẫn được chơi bình thường nhóm chị. Không giới hạn số lần chơi, nhưng nhớ khách cũ thì cho em 3 số đuôi. Em thử giả vờ cho anh trúng lần không? Không giả vờ đâu, em quay đạn mà sao biết được ai là ai mà em cho giả vờ cho. Quay đạn mà ai biết được ai đúng không? Rồi tiếp nha mấy chị, nhanh mấy chị ơi, đồ lên đồ tiếp nè. Ồ, cái này còn một cái xếp. Rồi, quay 1k đi em, 1k quá trời. 1k quá trời rồi, mình quay nha. Quay 1k nha. 1k xong lên đồ tiếp. Để sát sát tôi quay cho hấp dẫn nào. Để sát sát tôi quay hấp dẫn ha. Anh nhìn thấy biết đâu lỡ em bấm sai. Ở xa quá, lỡ chúng anh em né em sai. Không, em không thấy, mắt em cầm chẳng thấy đó. Biết đâu rồi, giữ. Rồi, dừng nha. Top. Rồi, cái chút đó chưa. Quay đây. Lên chưa lên lên với Thảo kéo. Tiếp nha, tiếp nha. Đứng rồi, đứng rồi, kéo xuống nữa thì rồi. Không, cái này gần đây nó hơi bị bé. Em chỉ ra trước cái mặt cái hình ấy, đừng có để chị. Ai á? Ai ạ? Không, bằng mai đằng sao mới trúng hoài vậy? Hơn cả thế giới. Hơn cả thế giới chị mai đằng nha, rồi hôm nay không né được đâu, chị mai đằng đi. Mai đằng này càng đầu em. Chị mai đằng trúng cái một cái, mai đằng 655 này. Mai đằng 655. Thật tôi hơn cả thế giới. Hơn cả thế giới. Mất 35k của tôi. Rồi màu này lên tiếp nha mấy chị ơi, lên tiếp nha. Chị Mai Đằng hôm nay là nhớ chia sẻ cho em double 2 lần nha Mai Đằng nha, hồi nãy là chia sẻ 2 lần cho cá nhân, bây giờ là Mai Đằng phải chia sẻ cho em. Tí cầm máy của anh quay đi. 14 lần cho cá nhân. Ừ, đúng. Tí là em lấy máy nha, quay đi cho nó to, máy này nó nhỏ quá, quay nó hơi khó ha. Không, quay nó phải như anh này, quay như em ấy. Vậy chơi thêm một set nữa không? Vậy chơi thêm set nữa không? Vậy chơi sao? Chơi thêm một món nha. Hồi nào mọi người cuối cùng hả? Không. Rồi mình dừng lại đúng chỗ 2 á, không? Rồi chị nói lấy sọc này, xếp sọc cho váy phi size luôn chị ơi, cho váy phi size luôn, cho váy co giãn thoải mái luôn nha mấy chị, cho váy co giãn thoải mái luôn nha. Áo này mấy chị. Áo. Đây. Áo nè. Áo có dây khóa một bên hông luôn mấy chị nha. Rồi chị lấy cái set này comment nhanh cho em mã của nó là mã 35. 35 cho em này. 35 cho váy phi co giãn luôn mấy chị, cho váy phi size luôn, co giãn luôn ha, từ 40 cân đủ lên tới 56 cân đủ vừa luôn. Co giãn thoải mái cực kỳ đúng chị, có túi hai bên và có quần luôn nhắm chị nha. Chân váy có túi và có quần luôn, chân váy cực xịn. Rồi một set này 101 này chị nào lấy comment cho em mã số bao nhiêu nhỉ? 35 hả? 35 cho em nhắm chị, 35. Comment mã 35 đúng không? 35 đúng mấy chị? Mã 35 chị nào khách mới comment cho em mã số kèm số điện thoại nhé. 35 cho Kim Anh này. 35 cho Kim Anh 620 nha. 35 cho chị Kim Anh. Đi em nó xong. Chị Anh gửi cái số điện thoại địa chỉ rồi này. Body, một cái body nữa nè. Anh Nguyễn đó, anh Nguyễn đấy, chưa chốt được, chốt mã sau cho anh nha. Rồi cái body nhắm chị ơi, body, chị nào lấy body này. Body có mức ngực 90k. Body có mức ngực 90k nhé, có cái đen và đỏ. Còn cái đỏ không anh? Anh ơi, body này còn đỏ. Body còn em, còn một cái đỏ, còn một cái đỏ. Body một đen và một đỏ, chị còn một cái đệm đỏ là còn một đen một đỏ ha. Rồi chị đang body này chốt mà body đen này. Body đỏ và body đen ha. Body đen cho mi tây nè. Còn body đỏ, tướng mà mi tây mà đẹp gái lắm nha, mặc cái này thật đẹp luôn á. Khách của mình toàn người đẹp gái thôi. Rồi đẹp gái thôi. Thì mình đẹp gái, mình bán cho người đẹp gái thôi. Rồi, đẹp gái vậy. Thời gian đẹp gái đúng không? Dạ mới da đẹp gái. Không, rồi. Vừa da đẹp gái. Màu này chị nào lấy màu này chốt anh chị em ơi đi đỏ nha. Đen hết rồi mấy chị. Đen chiếc mi tay lấy rồi giờ còn đỏ rồi có mút ngực nhưng mấy chị nhắn mút ngực luôn, khỏi mẫu ngực luôn ha. Khỏi mẫu ngực. Rồi, nó hở vai như vậy rất là dễ thương, chỉ có 90k thôi. Cái này em chưa kéo lên hết nha. Cái này em chưa kéo lên hết cho em đẹp lắm. Cong lên mấy chị, vòng nào ra vòng đó nha. Vòng nào ra vòng đó luôn. Còn body đỏ, chị nào lấy body đỏ comment body đỏ cho em nha. Chị nào lấy đỏ chút đỏ cho em nha, chút đỏ. Giận rồi, chế Ngân Trần lại giận gì nữa, đừng giận, giận nó hại thần. Đó, rất là dễ thương ha. Giận là hại thần đó, đừng có giận nha, đừng có giận, giận là hại thần. Cong lắm mấy chị, tưởng rất là cong ha. Cong như con tôm luộc luôn. Chưa có kéo lên hết, chưa kéo đằng sau, chưa kéo lên hết nha, kéo hờ hờ thôi. Đằng sau mới kéo hờ hờ thôi. Còn giờ má nào, giờ má trong má bi em hết rồi, để chứ em lên nữa còn không, thì còn nhiều đồ quá em chưa biết được nha, mấy chị em lên lại bây giờ đấy. Lên em lục đồ đã. Rồi đó đó đó. Phải mặc kéo lên từ xuống. Tại vì một hình nữa cái nào. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, gần gần giống bi là cái set này nha. Đó. Gần giống bi là cái set này nha mấy chị. Đây. Cực xinh luôn. Chị nó lấy xám chút xám cho em nha mấy chị ơi, mà xám nha. Má xám 101 thôi mấy chị ơi, má xám nhá. Gần giống cái set bi hồi nãy nhá. Rồi má xám cho em có mút ngực ha. Má xám màu này 1m6 khoảng 52 cân đổ về cho 72 á, 270 ha. 1m6 50 cân thì thoải mái nha. 1m6 50 cân tầm size M nha. 1m6 50 cân đổ về. Comment nhanh tay cho em này. Comment mặc nhanh tay nha. Nhanh tay comment nha bà con cô bác ơi, toàn đồ đẹp thôi. Đồ lên cái thiết kế này luôn. Cực kỳ xinh. Rồi em lên cái màu thiết kế cực kỳ xinh này nha chị, đằng sau màu đen maxi á, đằng sau là cục nơ luôn ha. Chị nào lấy xám chút xám lên nha mấy chị, chút mà xám lên nha. Xám đằng sau cục nơ này. Xám cho chị Vũ Du Thủy đuôi 3160 này. Xám cho chị Vũ Du Thủy 3160 nha. Cái đầm đen này có mút ngực nha mấy chị khỏi cần mặc ống ngực, và đằng sau là hở lưng nha. Đằng sau là hở lưng và có cục dây như vậy nha mấy chị, đằng sau hở lưng và có cục dây như vậy nha. Đuôi là đuôi cá ha mấy chị, đuôi cá. Màu này giá của nó là 140 mấy chị ơi, hôm nay em vẫn sale 101 nha. Hôm nay vẫn sale giá 101 luôn. Chị nào lấy chốt cho em mà của nó là mã số 70. Chốt mã 70 cho em. Mã 70 nha, số 70 này. Comment mã 70 cho em nha, mã 70. Mã 70 nhanh tay nha mấy chị. Mã 70 một set thôi em. Hay dạ, cái đầm. 70 là cái đầm. Ô đầm đẹp thế, mã 70 là một cái đầm màu đen này. Bao nhiêu tiền đấy? Mã 70 mà 70 là 101. Cái đầu này không biết nay mặc người người ta. Má 70 101 nha. Bây giờ má 70 101 nha. Đầu này không vừa mà không vừa. Hôm nay ốm xuống bố rồi biết không? Không phải nhưng mà mông mực ra là khó. Rồi cái đầm hồng, chị nào lấy đầm hồng chốt mà đầm hồng cho em này. Đủ vừa kìa kín. Đầm này ốm rồi, hôm nay ốm rồi. Coi mông lên con cong ngon chưa? Ngon rồi. Ngon luôn hả? Dìa nó có mông này không? Ốm xuống thì cái mông không bị teo ha. Rồi chị cảm ơn cái màu này comment màu hồng cho em. Màu hồng này tầm khoảng size M nha mấy chị. Mấy 650 cân đổ về á, mấy 55 khoảng 46 cân ha. Mấy 55 46 cân. Chị lấy chút màu hồng cho em này, màu hồng. Vài này đẹp cực kỳ ha mấy chị. Mặt chị thương lắm. Rồi màu hồng cho em. 70 cho chị ăn nha, 70 cho chị ăn này. Màu hồng giá 99k thôi mấy chị ơi, màu hồng 99k. Má hồng nhé, một đầm hồng 99k nhé, body có không? Đúng rồi, body là body hơi xòe tí. Eo 68 đổ lại nhá. Không yêu 70 á, 70-68. Giang. À, hồi đấy đều rồi đấy. Sao kỳ người ta cái hồi đấy nó hay bị lột người ta. Xử lý được không? Nó bị tươi chị đúng không? Nó hủy đi, hủy cái hồng đi. Hủy cái hồng nha. Cái hồng em hủy nha mấy chị. Hủy hồng. Mặc cái này vô cho mấy chị xem. Tay em to quá. Hả? Tay em to. Có. Cái vải nó bị vậy chứ. Sẽ đổi thừa cho em nè. À vậy hả? Sẽ đổi thừa cho vợ nè. Mặc sao ta? Cái nó mặc sao? Như cái đó giả ngoài. À, cái này nhét tay vô. Nhét vô thế này nè. Đấy. Rồi cái đầm này nha mấy chị ơi. Đầm siêu xinh ha mấy chị, siêu xinh 99k luôn. Ô, Lê Hiếu thì Lê Hiếu này có phải khách cũ mình không nhỉ, lâu lắm rồi phải không ta? Ừ, nghe quên lắm. Kéo thêm thì Lê Hiếu có hình lá cờ Việt Nam ấy, phải không? Không biết, họ chế đi. Tôi chưa nói. Cái này cần chị mặc để bán cho em đi. Mấy chị ơi, còn kiếm cơm của nhà em đấy. Không phải, nếu mà mới thì bán nhưng mà mặc lâu lắm rồi. Còn đây kiếm cơm em vá đúng mấy lần rồi đấy. Sao? Xếp mã 35 xếp sọc đen ban nãy chốt. Ai chị Phương Thảo Nguyên chưa chốt được nha, hồi nãy chị Phương Thảo Nguyên khách mới mà chưa có số điện thoại nên chưa chốt được nha, chốt cho chị khác rồi nha chị ơi. Chị Phương Thảo Nguyên chưa chốt được nha, chị nào mà em đọc tên to ơi to là chốt được nha. Mấy chị ơi, cái đầm này là sắt thỏ tay nha mấy chị, đầm sắt thỏ tay nha, cực kỳ đẹp luôn. Không mặc nó phải từ tay nó phải xuống. Ừ. Đó, nó kiểu vậy đấy, đấy giống như người mẫu kia thấy không? Đó. Rồi, mẫu này có hai màu luôn, một màu giống một mặt, một màu xám giống một mặt, và một màu này là màu nu không nha. Rồi màu này là màu gì đấy? Ừ, màu lu. Từ người cho em màu xám lu gì đấy ha? Màu lu. Màu lu. Đây, rất là dễ thương luôn, hai màu nha, hai màu. Chị nào ưng cái đồng này comment nhanh cho em này. Comment nhanh cho em, cái màu này con mút ngực luôn nha mấy chị, màu này con mút ngực luôn ha, rất là dễ thương. Comment nhanh cho em mã xám hoặc là nâu, mã xám hoặc nâu đẹp đôi eo nha. Mấy chị ơi, mấy chị khách mới mà chốt hàng bên em, mấy khách mới comment cho em mã số kèm số điện thoại của một dòng để em biết chắc chắn là mình chốt mã đó nha. Nhiều khi mình comment mã số một dòng và số điện thoại dòng khác á, nhiều khi đó em đọc 2-3 mã liền nhau là chờ mình chốt nhầm mã em mấy chị nha. Chốt mã nào đọc mã đó nha. Em 74. Mà nâu yêu 74 hai màu, mà nâu và mà xám yêu 74 có hai màu. Chị nào yêu nhỏ mình thắt cái này vô cho em. Em cam kết cái ngực này không bao giờ rớt mấy chị ha. Có mút ngực luôn mấy chị, ngực nhỏ mang được, mừng to mang được, không bao giờ bị rớt ngực ra mấy chị yên tâm. Rồi chị đưa cái đầm này chốt nhanh cho em này. Cái đầm này rất là đẹp, đầm sắt của Tây nhé. Đầm sắt của Tây bán 99k luôn, sale 99k. Sale 99k một cái đầm nha mấy chị. Một cái đầm sale 99k một cái đầm, mã là nu và xám, nu cho mi tây nè, nu cho mi tây. Còn xét quần ống rộng không biết còn không. Xám nu cho mi tây, xám cho chế Chi Ăn nè, xám cho Chi Ăn. Chế nào lấy xám comment thêm xám cho em nha. Xám còn nu hết, Còn xét chống 35 không ạ? Không biết nữa, nhiều lắm không biết còn không, cứ đăng lên nha. Xám còn nu hết nha mấy chị ơi, share like bằng tay cho em nha, bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? 723 lượt chia sẻ rồi mấy chị ơi. Tiếp tục share live stream cho em nhóm chị. Lên 900 nha, lên 900. Lên 900 bán 1k tiếp nha. Lên 900 em bán 1k tiếp nha chị. Lên 900 cho em nha. Rồi tiếp nữa chị đủ em lên cái đầm này đẹp lắm nè. Cái đầm này xuất sắc luôn, đầm con cúa nha. Đây, cúa luôn. Mấy chị không thích cái này mới lạ luôn nhá. Hơi bị đẹp đó mấy chị thấy chưa? Màu đầm công chúa xuất sắc mấy chị ơi. Giá rẻ chỉ có 140 thôi. Đồng công chúa xuất sắc giá 140 nha. Chị nào ưng comment mã cho em mã 140 này. Mã 140 nha. Đầm mẫu này ha mấy chị, cực kỳ dễ thương luôn. Eo 73 đầu tiền, mét 6 khoảng 52 cân nha. Mét 6 52 cân. Đó mấy chị thấy chưa? Có mút ngực đầy đủ hết mấy chị nha. 140. 140 eo 73 đổ về mấy chị. Eo 74. Mặc vô em là 75 luôn nha. 74 75 luôn á. Em nói thật em mà cười ra cái là 16 lên nè. Ừ. Cười ra là 16 luôn á. Rồi chị nào cái đầm này comment nhanh cho em, cỡ nào cũng mặc vừa đó. 45 cân đổ lên và 54 cân một về ok luôn. Cầm nhanh cho em 140 không chị, cái hội đồng quá dễ thương, đầm sóc hồ Tây luôn. Chưa tới luôn hả? Ừ. Đầm sóc hồ Tây luôn nha. Còn tới luôn hả? Comment mã em là mã bao nhiêu nha? Em chậm 140 hả? 140. Mã 140. Comment mã 140 cho em, trời ơi còn gáo dài rồi. Chị ơi, hôm nữa chị không công bố 2526 phải chị, như có mà ta. Có mà Thanh Hòa ơi. Chị 2456. Xe có mà thì có. Block chia sẻ hả? Ừ, thì có được đấy, trước cái tháng 11 anh. Nhưng mà mình đang úp đâu? Có mà. Úp đâu? Anh có biết mà. Anh úp hả? Ừ, cái năm nay mấy cái ngày cuối. Cái bữa mà bà được đặt cái đầm ấy á, anh có không? Sao anh nhớ được tháng 11 không? Rồi 140 chứ nào lấy comment mã 140 lên cho em luôn. Đầm 140k này. Chị Nguyễn Tôn Thanh Thú tên Thanh Thúy chưa có số điện thoại để chị em chưa chốt được nha. Mẫu nhà em cao 1m54 nặng 46 cân. Đầm cho chị Bạch Lê Nguyên nhá, chị Bạch Lê Nguyên này. Đầm cho Bạch Lê Nguyên của cái áo dài này. Đầm cho chị Bạch Lê Nguyên nha. Mấy chị ơi, chị nào khách mới comment cho mã số kèm số điện thoại em lấy chỗ được nha. Như cái khấn ở đây này. Cái này nó còn hơi nhỏ. Nó cắn đây này, nó cắn ở đây này. Áo dài nha mấy chị. Áo dài này mấy chị mặc trong quần lấy kiên trang nha. Có được cái áo dài nào không kêu tay à? Em chả nhớ nữa, anh quên mất tiêu rồi. Đây chị đọc ơn cái áo dài ren này comment nhanh cho em. Màu này em còn màu nu với màu đỏ ha. Màu đang mặc có màu nu và màu đỏ. Màu nu và màu đỏ mấy chị nha. Em đang lên nhá. Em đang lên nhá, chế canh kim nhá. Em cũng chẳng biết là màu không nhá. Chị nào lấy giá 101. Áo không thôi mấy chị mặc quần lấy kim cho em đi, không có trong váy nha. Áo không thôi, không có trong váy nha. Size đang mặc là size M. Có. Size M thôi mấy chị, 1m6 50 cân, 49 cân gì đấy. Còn 1m55 thì khoảng 45 cân nhá. 45 cân, 1m55. Em 1m54, 46 cân mặc như thế này ha. Bên chị không tóc có về nữa không? Rồi, chị đang mùa này chốt nhanh cho em có. Chắc gần cùng được tới về á. Body cao cấp hả? Nó hơi hổng một chút. Mình màu da nha, thảo da cho chị Bạch lên. Ok, màu da cho Bạch lên. Ôi, nghe vừa không? Màu da size lớn Bạch lên không vừa? Đâu? Để em coi là phải size lớn, size lớn. Màu da như chúng ta tầm đó, sao á, nhớ nắng như vậy đấy. Để em đi. Bèo Tây lấy cái gì về em ơi? Trời ơi, màu da size nhỏ Tây ơi. Màu da này size bé hơn màu đỏ luôn. Chị Bạch Lê Nguyên không vừa rồi. Bà Lê Nguyễn không vừa rồi, chị nào lấy nha. Chị Nguyễn Tôn Thanh Thúy. Ủa là ai nhờ? Chị Nguyễn Tôn Thanh Thúy là ai nhờ? Cho em xin cái, cho em xin cái name với. Chị nói đỏ, comment đỏ cho em nè, đỏ này. Nhiều khi mấy chị mà đổi face mới vô là phải báo tên cho em mới biết nha, chứ comment lên em bó tay á. Cách cũ là cho em số điện thoại, cách cũ là phải báo tên cho em này khi đổi face này, còn cách mới là chốt điện thoại kèm mã hàng là em chốt liền nha. Lấy áo dài đỏ đen cho Bèo Tây. Bèo Tây áo dài đỏ đen mà Bèo Tây mặc vừa này, Bèo Tây Nguyên không vừa rồi. Rồi màu này, màu đầm đi nha mấy chị. Đây là đầm dung, đây là dung đầm nha chị, dung mà dạ đầm á. Đây nó có cái quần này chị là 1m6 ăn vô tư nha, tại vì đùm của nó rất là dài luôn, đùm rất là dài, chị mặc sẽ không bị đùm ha, mặc sẽ không bị đùm. Rồi đây rất là dễ thương như vậy nha chị, có 101 thôi, tay nó thì tay được thương ha. Đây được luôn, cực kỳ đẹp, nó có mút ngực luôn nha mấy chị, có mút ngực luôn. Rồi chị nào ôm cái đầm này 101 nè. Cái này cái dung đầm nha mấy chị. Áo dài đấy vừa rồi là không, má vừa rồi là không có váy nha, vừa rồi chỉ có áo không thôi nha, 101 nha. Em 74, em 74. Em 74 mấy chị ơi, em 74. Mấy chị ơi, nghe em đọc nha. Em 74, em 74, chị nào lấy chốt cho em thì em 74 đổ về nha, chốt cho em mã của nó mã số 2 đi. Mã số 2. Mã số 2. Mã số 2A74 đổ về này, chị nào đấy comment xem mã số kèm số điện thoại đối với khách mới nha. Đồ bộ màu đỏ có không chị? Đồ bộ màu đỏ như không biết nữa nhưng hết rồi. Em hết đồ bộ rồi, em hết sạch đồ bộ. Đợt sau đi mấy chị, đợt sau em về xếp bộ thể thao tiếp nha. Đợt này em hết xếp bộ mất tiêu rồi. Rồi cái đầm caro này giá của nó là 99k mấy chị ơi, đầm caro này giá 99k nhá. Đầm caro giá 99k, chị nào lấy caro chốt caro cho em luôn này. Caro chốt mà caro cho em. Mã số 2, mã số 2 đẹp ơi là đẹp. Chế nào chốt số 2. Mã số 2 đây nè, còn tầm caro đấy là mã khác. Thì số 2 số 2 á, số 2 đẹp ơi đẹp, có chế nào chốt chưa? Comment số 2 lên cho em đi, số 2 đẹp mà. Rồi chị nói đấy caro, chốt caro cho em caro 99k. Caro 99k nha, comment caro cho em. Cái dung đó chị vừa không thảo. Chị Hằng Phạm. Ôi trời ơi, chị Hằng. Cái dung đó chị Hằng Phạm vừa đó. Em 74. Chị Phạm eo bao nhiêu mọi người? Chị Hằng Phạm eo 74 luôn á. Hằng Phạm chỉ có Hằng Phạm thôi. Hằng Phạm. Chị Hằng Phạm bao nhiêu hả? Dạ. Ủa chị nhớ em chơi lớn eo 74, 76 gì ta? Eo 76. Chị Hằng Phạm eo 74, 76 nhờ. Đầm caro cho Thoa Phạm này, đầm caro cho chế Thoa Phạm 28789 nhá. Chế Thoa Phạm cho em xin thêm địa chỉ nha. 101 cho mấy chị ơi, đầm nhiều tầng 101, comment cho em mặc của nó mã 27. Mã 27 101. Eo của nó là 70, số 870 nha. Eo số 870 tầm size M mấy chị khác. Có nó có hai màu là rêu và đen nha mấy chị, rêu và đen. Hai màu rêu và đen luôn. Đây, Màu này mặc vô đẹp tuyệt vời luôn mấy chị, đẹp tuyệt vời luôn. Mặc cho mấy chị coi. Chị nào sợ tông dài quá mấy chị cắt một tầng gửi cho em, cắt vô tư, không cần phải lên like, không cần phải ra tìm sửa luôn. Ôi xinh thế. Eo số 870 nhé. Tự cắt được luôn. Ừ, tự cắt được luôn. Rồi chị đơn cái đầm này chốt nhanh cho em nè mấy chị. Màu bao nhiêu chị? Eo 76, eo 76 chắc không vừa rồi cái này. Cái đầm hồi nãy cái mã số 2 hồi nãy em chỉ có khoảng 74 đổ lại rồi thôi chị ơi. Eo 76 thì không vừa rồi. Eo 68 đổ về đấy chị ơi. Đấy là mặt vừa, chỉ có 101 thôi nha, hai màu đen và rêu nha. Hai màu đen và rêu các chị thấy đẹp chưa? Tôi biết sắc chưa? Eo 68 đổ về nha. Cực kỳ đẹp luôn. Đây. Thì chế Thoa Phạm đuôi 8789 cho em xin thêm địa chỉ nha. Rồi chị nào lấy cái nhiều tầng này, quá nhiều tầng, quá đẹp nhìn cao không? Em có mấy 54 mình nhìn rất là cao. Em đi vớt chứ em đi dép mà em không được. Dép cũng được, cái đôi dép này tạp đa năng lắm. Từ đến từ. Rồi màu này á, màu này eo 68 đầu về quý chị nha. Eo 68 đầu về 1m6 khoảng 49 cân. 1m6 khoảng 49 48 cân. 1m55 á là khoảng 46 47 cân. Như em là 1m54 46 cân, mặc như thế này thì em 68 này. Mã gì ấy? Mã của nó là mã số, mình mới đọc mã 20 sao? Mã bao nhiêu ấy nhỉ? Chưa có đọc, chị kêu màu xanh với màu đấy hả? Mã 20. Màu rêu với màu đen. 20 rêu với đen. Rêu đâu rồi? Rêu đây. 20 rêu và đen nha. Chị nào lấy 20 chốt 20 rêu, 20 rêu và 20 đen. 20 có màu rêu và màu đen này, chị nào lấy 20 comment 20 cho em nha. Eo 68 đổ về 101 này, một cái đầm tần hết sức là dày dặn và đẹp này. Chất đẹp lắm. Đây, rêu đây ha. Chất bao đẹp không có bị thấp, em có 1m54 mà em mới tới mắt cá trên ha. 20 cho chế Lily Huỳnh nè. 20 màu gì? Chế Lily Huỳnh lấy màu đen hay màu rêu ạ? À? 20 đen hay 20 rêu? Chắc đen rồi. Đẹp quá à. Cái này chỉ là sợi tầng dài quá, cắt một cái tầng này cho em, tự cắt luôn cũng được ha. Tại bên trong này có lớp, một cái lớp liền vô á, mấy chị cửa ra cho em mà được cắt đi. Ok này chị Thoa Phạm có địa chỉ rồi này, cảm ơn chị nha. Tự cắt luôn cũng được, không cần ra tiền. Rồi rêu và đen. Để con xem đi Huỳnh lấy màu gì? Chị Lily lấy màu đen đấy chứ em biết mà. Lily Huỳnh lấy màu đen. 20 đen cho Lily Huỳnh này. 20 đen cho Lily Huỳnh. Đen nhà mình còn dưới rồi đúng không? Còn cái như vậy thấy trên đế luôn. 20 đen cho Lily Huỳnh này, 20 đen cho Chi Anh này, thế nào lấy đen với đen cơ đâu em còn nhá. Rồi em xuống cái màu 20 nha. 101 đúng không? Đúng rồi. Có 101 là bán lộn sặc luôn á. Cái màu này là bán lộn sặc máu luôn mấy chị. Bán lộn sặc máu luôn. Rồi lên body này chị Bạch Lê Nguyên đâu rồi, Bạch Lê Nguyên ơi, còn đó không? Lên body với Bạch Lê Nguyên luôn nè. Cho 74 này. Một trong hai cái này có một cái gì khác. Đây. Mấy chị để ý giúp em nha, em có báo số ký rồi em báo thêm số đo eo nha. Mấy chị chốt thêm số đo eo giúp em nha. Nhớ là chốt cái số đo eo chứ chập rộng em bên em không đủ trả nha. Chị nào bị chập rộng bên em không có chấp nhận đủ trả đâu. Đó, tại bán hàng sale không có lời bao nhiêu đồng hết. Mà còn đủ trả này là không có lời, mà còn lộn rồi ha. Rồi cái body này nha mấy chị. Bao dễ thương luôn. Chị đơn body. Chị đơn body chút mà body cho em. Dạ. Ồ, body đẹp thế. Em bao nhiêu em ơi, em đổi em. Body lông vũ. Em xong rồi, em trước đi. Rồi mặc chưa mấy chiêu rồi. Mấy cái gì rồi. Cái kia đâu, cái kia đâu. Cái này mặc tết xinh lắm. Em không còn lặp đâu. Có một cái bị rừ. Có một cái đằng sau đó rồi em biết cho tóc anh che lại. Còn cái nào để em lấy. Tết mặc đẹp quá à. Rồi. Thì eo của nó có 70 72 gì đó. Em 74, em 74 nhưng mà mông nữa cái chị, cái này mông nữa. Mông chỉ nào tầm cỡ em thôi, cỡ 88 mông 88 độ về. Mông 90. Mông ừ, mông 90 cũng được. Mông 90 độ về là hết nóc mấy chị nha. Mông 90 là hết nóc rồi nha. Rồi chị đơn mẫu này. Comment nhanh cho em mã body ha. Mã là body nào? Bao nhiêu tiền? Body giá là 140 nha mấy chị. Body 140 eo 74 này nha, mông 90. Body, mông 90 eo 74. Em có một đầm một sản phẩm tặng chị để cho em nha. Ok, Thanh Hòa này, Thanh Hòa còn một cái một cái bông tai bên anh này là cái sản phẩm tặng thì phải. Body nhân mã là body nhân mới chơi mã body nè. Má body 54kg, 54kg phải tầm 1m6 chứ chị nhá, 55kg 1m6 nhá, 54 với 55kg là phải 1m6 nhá mấy chị ơi. Không, 55kg không mặc được đâu. Cái này 54 cân 1m6 thôi. 55kg 1m6. 1m65 được không? Ừ, 1m65 thì may ra. Body chốt cho bà. Body cho chị Hoa Phạm này. Hoa Phạm cái body cho chị Yumi. Ừ. Body cho Hoa Phạm cái body cho Yumi ha. Là hết nha. Cái Bích Trâm Phạm với body hả? Bích Ngân Phạm. Bích Ngân Phạm cái này bị nè, Bích Ngân Phạm ơi. Chị đồng ý thì em sale cái này cho Bích Ngân Phạm, em còn cái này thôi, nhưng mà cái này nó bị đằng sau lưng á, tóc xả ra như em thì không thấy ha. Ngay chỗ cái dây khóa nó bị lộn một xíu, nó bị ngay chỗ cái nhấp. Nó bị ngay cái phần lưới ngay chỗ cái dây khóa đây nè. Đây cho các chị coi nha. Thì để em sale. Đây, nó bị phần nhấp và ngay phần dây khóa đây một chút xíu ha. Đây nó bị lột lưới ra một chút nha mấy chị. Nó bị may bị nhấp á, bị nhấp vô lưới á, nó lột ra một chút nha. Tóc xả xuống thì không thấy ha chị ha. Đây tóc xả xuống không thấy, nói chung không để ý thì không thấy ha. Đó chị đồng ý thì em sale cho chị nha. Em sale cho chị với giá là 101. Chị đồng ý thì em sale nha. Bích Ngân Phạm đồng ý thì ok cho em sale 101 nha. Đó, ok cho em sale 101 này, đồng ý thì em sale ha. Còn đồng ý thì để đấy. Em mặc tóc xả xuống không thấy đâu, đẹp lắm. Rồi, đồng ý thì ok dùm em, để em lên tiếp nha. Cho chị like mà bỏ ăn luôn nè. Ai chế nào mà coi em like bỏ ăn xỉu sao trời. Làm ý gì? Làm gì hả chế rồi. Coi em like mà bỏ ăn cái này em là tủ đồ luôn á. Rồi nhớ ăn vừa coi like được nha chị. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, tiếp nha. Chị nào lấy cái màu 101 comment lên cho em nha. Comment lên cho em 101. Lên set đi. Đi Thảo hả? Là miếng nhiều ơi, set em hết rồi. Set rồi đây này, set hết rồi. Còn cô nào? Hả? Hả? Đấy. À, từ từ nó sẽ tới. Từ từ nó sẽ tới. Còn set đúng không? Đúng không? Cái đầm này hả chị? Cùng xoay. Ok kiểu Bích Ngân Thảo, ok kiểu bao nhiêu tiền á? Ok 101. 101. Ok cho Bích Công Chúa cùng xoay nha. Chị nào ơi cái màu công chúa này siêu đẹp luôn. Cực đẹp ha mấy chị, cực đẹp luôn ha. Tùng xè đẹp cực kỳ ha. Đằng trước ha. Rồi chị nâng cái màu công chúa đỏ này, comment thêm màu công chúa nha chị. Công chúa này của nó là 72 74 gì đấy. Comment thêm màu em của nó là 72 sao á. Còn ít. Rồi comment công chúa cho em nha. Yêu 72 mấy chị ơi, yêu 72 đổ về 1m6 khoảng 52 cân nha. 1m6 52, 1m45 là 46 cân, 47 cân cũng được, 47 cân cũng ok còn rộng ha. 1m54 47 cân, em là 1m54 nên em nói 1m54 ha. 1m54 47 cân đổ về. Còn 1m6 52 cân đổ về. Rồi, comment nhanh cho em mặc công chúa. Công chúa giá, chưa đọc giá hả? Chưa. Công chúa giá là 139k. Công chúa giá 139k nha, 139k mặc Tết nha, để mặc Tết mặc Noel, mặc Noel thêm, mặc Noel màu đỏ, mặc Noel thêm. Công chúa đỏ cho Mi Tây nè, công chúa đỏ cho Chi Ăn nè, công chúa đỏ cho Mi Tây Chi Ăn. Thế nào lấy công chúa đỏ còn nghe lên trên đấy 139k nha, mặc Noel nha mấy chị. Bà Mi Tây cái da vải trắng và mặc màu đỏ này lên thôi rồi luôn đấy. Đó, Noel mới đi nơi với lại đi chơi nha, đẹp ngất ngây luôn. Không, đâu có biết đâu, không phải chụp hình phải cho feedback thôi mà không biết là bà trắng vậy chứ. Còn bà gì thương lắm. Yêu 74 này, yêu 74 đổ về. Mẫu này yêu 74 đổ về, chị nào lấy chốt cho em mà, còn nó cũng nhiều tầng đúng chị ha, đầm này dàn tầm tầng ha, nhiều tầng luôn. Đây để gần những chị coi nhiều tầng luôn ha. Mẫu đỏ nó có màu khác không? Có màu đen, màu đỏ đang mặc có màu đen luôn. Chỉ có hai màu thôi, đỏ và đen, không chỉ đỏ và đen. Váy trắng sữa hết em hết rồi, cái váy còn là màu nu nữa em hết rồi nha. Rồi, chị nào lấy cái màu này comment nhanh cho em màu nu này nè. Màu nu này giá 120 nha. Comment mã cho em mã 120. 120 cái đầm này nha, chị có bút ngực. 120 cái đầm này cũng bút ngực nha. Rồi comment mã 120 cho em. Mã 120 nha. Cái chiều thôi. Mã 120. Mai em đi hồi nhìn con núi vào 1 giờ về hả? Dạ. Mai giờ 1-2 gì đấy này. Làm cái chiều 1 giờ 4 giờ nha. Ủa? Rồi cái chiều hả? Sao rồi cái sáng người ta nghỉ sớm chứ ta? Không, sáng nhưng nghỉ sớm cái chiều. Trời! Cũng được, thì sáng nghỉ công viên. Thế nghỉ sớm mình công viên. Thì công viên với thì con. Chiều về cũng sớm, chiều cho mình sớm hả? Công viên cà phê là pháo. Cà phê thì không rồi đó. Đâm ha. Đâm tăng kem 2. Đồng tầng chế nào đấy mấy chơi chế khách mới, chế nào khách mới comment cho mã số kèm số điện thoại nha, mã số của hàng kèm số điện thoại để em chốt hàng nha mấy chế nha, có số điện thoại em mới chốt hàng được nha. Đấy chị màu đen đi, màu đỏ chị có rồi. Ok màu đen luôn. Chị đen màu đen cho chị Hoàng, chị Beauty mà lấy đồng tầng hồng cho em thêm địa chỉ số điện thoại nha chị ơi. Chị Hoàng thì mặc cái màu đen là em bao đẹp luôn, thích mẹ màu đen. Màu đỏ em ngoài không? Nhầm màu đen rồi Giang ơi. Đâu có mà. Đó là nhiều dưới còn. Dạ cũng lấy rồi đấy, cũng lấy. Cũng lấy xem đây. Em bị nhầm cái này này, cái này là cái khác. Có đầm 65 kg không? Em không có đầm 65 kg nhá chị ơi. Rồi cái đầu em đang mặc đấy chị ơi, cái đầu đang mặc nha. Đây cái đầu đang mặc này. Đó, cái đầu đang mặc là tầm eo 74 luôn, ngực mấy chị, ngực thì tầm 88 độ về thôi, ngực 88 độ về có mức ngực ha. 88 độ về thôi nhắm chị. Cái đầu đang mặc với giá của nó là 130 nha. Eo 73 độ về 130. Eo 73 độ về 130, cái đầm công chúa này ha. Eo 73 độ về nha mấy chơi, mấy chị ghi rõ số độ eo giúp em nha. Em đọc số độ eo là rất là chuẩn nhất cho mấy chế đấy. Vừa eo là vừa người nha. Tầm như vậy nha. Rồi chị đã có cái công chúa này chốt cho em, mặt của nó là mặt số 4 đi. Công chúa mã 4. Comment công chúa mã 4 cho em màu đỏ nha. Ok chị Hoàng Nguyễn để em coi nhé. Vì em nhớ là còn đó. Công chúa mã 4 cho em nè. Lột phát rớt hai án. Rồi, mút ngực dày luôn mấy chị 130 nha. Công chúa 130. Công chúa 130. Sai. Không. Thì hết rồi. Hết rồi. Phải lấy hết trọ rồi. Phải hết trọ rồi. Tí còn hai cái này nè. Vậy là hết trọ rồi. Ồ, vậy là hết, em hết màu đen rồi chị Hoàng Nguyễn ơi. Cái hoa nó khác chút xíu thôi. Được không? Cũng đẹp. Hoa nó khác một chút xíu chị ơi, tí mặc lên nha. Chút em mặc lên nha. Chút em mặc lên cho mấy chị xem dáng đồng ha. Đây cái đầm công chúa này. Mọi ngày nha. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Trời ơi, chuẩn bị Noel này. Noel là mấy cái đầm đỏ này không có luôn á. Trời ơi. Rồi cái màu này là zoom nha mấy chị, zoom này zoom rất vai ha. Rồi mấy chị thích kéo lên vai như vậy cũng được. Rồi em này trên cái khóa đằng sau, em này 74 độ về nhưng mà mấy chị ơi tầm 56 độ về mặt thôi. Màu này dành cho mấy cái lùng nha, tầm 56 có quần luôn. Nhưng mà dành cho mấy cái lùng tại vì có quần nên dành cho mấy cái lùng ha. Còn mấy chị nào cao 1m6 thì thôi đừng có mặc nha mấy chị, nó bị đụng ha. Cao 1m6 là bị đụng mất, tầm 1m56 đổ về thôi nha. Rồi giá em này là 140. Sale 135. 135 luôn. 135 1m56 đổ về. 135 1m56 đổ về nha. 48 cân không? 1m55 khoảng 48 cân á. 1m55 56 đổ về khoảng 48 cân nha mấy chị ơi. Eo 73 74 nha. Eo 15 luôn anh. 15 luôn. Còn eo to lắm, eo này to lắm. Eo 15 luôn. Ngoài mắt xét lắm lên zoom đi. Eo 75 nha, eo 75. Cái này chế ra ngoài Bắc vest không mặc được đó thì cho chế Nam nha. Tại vì bán từ Bắc đi Nam mà như thế thì em bán có em bán toàn quốc mà. Em đi nghỉ Bắc có là 5 kịp bữa giờ lên toàn đồ dài cho Bắc không ạ? À zoom hả? Zoom còn một cái là zoom được kìa. Đây em lên một cái đầm công chúa. Đây lên cái đầm công chúa cuối cùng nha mấy chị. Lên đầm công chúa cuối cùng nha. Là lên đầm, lên set, lên zoom tiếp nha. Một bộ công chúa cuối cùng. Đó, cái đường lót của ai xả. Không đây hả? Rồi, trời ơi, có đồ đẹp rồi mấy chế ơi. Có nguyên một cục bom này đồ đẹp lắm. Trời ơi, nguyên một cục bom đồ đẹp ơi là đẹp luôn. Mấy chị đợi em xíu em lên cục bom này cho mà coi. Đẹp lắm. Một cục bom hoành tráng. Đây một màu công chúa cuối cùng nha mấy chị. Chị nâng cái màu này chốt luôn cho em nè. Eo 70. Eo 73 nha. Đây em này eo 74, eo 74 mấy chị ơi. Em này eo 74 có mút dày luôn. Mút dày dặn luôn ha. Rồi giá em này là 120 nha. 120 một em đầm này. Có mút mực dày dặn 120. 120 cái đầm này giống chị đơn cái đầm này comment nha cho em này nó không có gì không? Comment mã gì? Comment mã cho em là mã số 10. Mã 10 có màu đỏ không? 10 màu đỏ. Mã số 10 120 chưa? Hai cái chị lượm lên. Vậy là 10 cái đầu này còn đen thôi, mã 10. Chốt mã 10 cho em nè. Mã số 10 120 chị nha, em 74 quý chị ơi. Mã 10 120 em 74 comment mã 10 nhanh tay cho em xuống mã 10 nha. Xuống mã 10 luôn. Rồi lên đồ nhé chị. Lên cái cục bông này ha. Mã số 10 cho chị em này. Rồi lên chung thiết kế nha chị. Lên chung thiết kế nha. Chị nào mà hồi này ngoài Bắc kêu chung lạnh không nè. Quần chung móng rộng giống chị, chung móng rộng như đầm luôn. Bi. Comment mà bi cho em. Mà bi ha, màu này mặc được hai kiểu giống chị. Đẹp vai và lên trên vai được không phi ship chị ơi. Dạ, bên em cũng có phi ship nha. Chế nào mà muốn phi ship cứ thấy giá em đang bán lẻ cộng theo 20k giúp em này em phi ship hết nha. Một cái cùng 20k. Là em phi ship hết. Là phi ship. Rồi chị nào lấy bi comment bi cho em nha. Mà bi. Dùng bi cho bà Hiền nè, bà Hiền bán được dùng bán đời từ cái lúc kim khủng người bạn nên dùng không ạ? À? Tôi tưởng bà mắc dùng đèn dùng bi. Ừ. Dùng bi giá nhiều á, rồi đây này. Dùng bi 99k. Dùng bi 99k nha, dùng bi 99k nha bà Hiền. Dùng bi 99k. Rồi màu này. Máy này cũ rồi không thấy cái mặt đây, mặt dán thì sẽ mờ đúng không? Rồi màu này nha chị ơi, màu công chúa cực đẹp ren nha chị, ren cực đẹp luôn, mặt sexy lắm nha, rất là dễ thương luôn. Cực dễ xinh ha. Không ngắn nha. Tôi giống cái kia không? Không ngắn. Rồi, eo 75 74 đổ về luôn, eo 75 74 đổ về không ngắn nha chị, dành cho mấy chế nào thấp thấp nha, thấp thấp giống như em này. Tầm 1m56 đổ về ok đẹp lắm. Tầm 1m56 đổ về mặc đẹp cực kỳ luôn. Đi tìm đi chơi ok hết. Dạ giá em này chỉ có 90k thôi. Comment mã 90 cho em nha. Mà này chỉ có 90k, comment mã 90 cho em nha. Rồi mã 90, 90k 74. Mà 90, 90k 74. Comment mã 90 cho em. Mã 90. Mã 90 90k em 74 nha. Mã 90 mã 90. 90 nhân tay, 90 nhân tay mặc cực kỳ cân, mặc cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp. Dạ. Đã xấu rồi còn gì nữa. Ê, trông xấu xấu biết đâu kết cấu biết sao sang trọng bất ngờ. Lấy rồi, xài rồi. Hiểu ạ. Rồi tiếp cho mấy chị. Mã 90 cho chế Hoàng Huy này. Rồi mã 90 cho chế Hoàng Huy nha. Đâu rồi? 90 đó. Đó, nó đó. Ừ. Phải không? Đó đó. Ủa anh vừa thấy cái gì đó một các cách. Đấy giùm của em nè. Mã 90 90k. Đóng cửa. Giùm có mút ngực giống chị, cái giùm này chị nào mà lướt qua bên trang cá nhân của em là có em có một cái, em mặc em chụp hình lắm chị rất là xinh ha. Em 74 đổ về. Đây, chị nào mà có lướt qua trang cá nhân của em ngó thấy ở trên cái mục album hình ảnh của em là có thấy em có mặc cái giùm này đi chơi này đó. Em có dành một cái mặc đi chơi rất là đẹp. Em một mình em hai cái luôn, màu hồng với là màu trắng này. Rất là xinh ha. Ok Hoàng Huy nha, Hoàng Huy có địa chỉ số tặng đầy đủ rồi này. Rồi. Cảm ơn chế nha. Có mút ngực luôn. Cái giùm này giá của nó hỏi quá. Giá 99k. 99k. Ủa? Bà bán đi. Nhầm. Bị nhầm giá rồi nha. Em bị nhầm giá mấy chị ơi. Sorry mấy chị nhiều, xin lỗi mấy chị nhiều luôn. Em này giá của nó là 130. Lờ em sale 101 cho mấy chị, lờ sale 101 nha chị. Nó lấy dung này thiết kế mấy chị. Nhập vô là giá 100 mấy rồi, 150 rồi. Đó. Em sale luôn 101 nha. Chị nào lấy chốt cho em luôn là mà của nó là mà sọc trắng này, chốt mà trắng cho em đi. Chốt mà trắng cho em nha, mà trắng. Mà trắng nha mấy chị ơi, 101 nha. Sorry mấy chị hai, em nó nhầm giá nha. Sorry mấy chị nhiều. Rồi còn lấy jean này mình đang thích nhưng mà size nhỏ quá, size M. Đây chị nào hỏi quần lấy jean, có quần lấy jean luôn mà size M nhưng chị size hơi bé ha. Giờ thì tầm chị nào mặc sẽ thì mang được nha. Sẽ cho chị trắng cho chị Lily Huỳnh, sọc trắng cho Lily Huỳnh nha, trăm mốt. Rồi màu này, màu collect này xinh đẹp, đẹp như xì ha mấy chị, cực kỳ đẹp luôn. Em có mặc bên trong mà hôm qua thủ áo dài đó, nhưng mà màu này hơi bé ha. Màu này tầm xé mặc thôi, tầm xé mặc thôi nha mấy chị. Chị nào lấy chốt cho em mà legging 75k, legging 75k, cầm lên legging cho em, legging 75k mặc siêu đẹp luôn, dài lắm. Chị nào 1m6, 1m62 mặc vòng dài luôn, không có bị ngắn nha, mặc vòng dài không bị ngắn. Cầm lên legging cho em 75k, size nhỏ, xé thôi nha, xé mặc thôi, size nhỏ nha mấy chị. Cầm lên legging cho em, mã legging. Này, cái này của chị Bạch Tây Nguyên này, ghi Bạch Tây Nguyên cho em. Bao nhiêu tiền? Cái bằng giá 120 á. Chị bên em mấy em lên trước nha. Chị Nhi Trần chứ quên. Chị Nhi Trần. Nhi Trần. Khói quá không? Nó sầm to lắm. Hàng xóm đốt rác với chị, khói bay đầy ngôi nhà luôn, khó thở quá. Ở Sài Gòn nó vậy với chị, ở Sài Gòn mà hàng xóm mà làm cái gì là nhà cạnh bên ruộng hết. Rồi mẫu này nhớ chị, set áo dài eo 70 độ về, set áo dài eo 70 độ về với chị nha, có chân váy nhá. Set áo dài đỏ có chân váy eo 70 độ về. Chị Lâm Yến Nhi lấy quần. Mà Lâm Yến Nhi là khách mới. Chị Lâm Yến Nhi hả? Ừ, khách mới với cũ. Rồi nha. Rồi chị nào lấy cái set chân váy này, chân váy đen và áo đỏ nhóm chị nha, chân váy đen áo đỏ, chị nào lấy set chân váy này comment liền cho em mặc của nó màu dài lắm chị ha. Màu dài. Áo dài vô 70, comment mà 70 cho em luôn. Comment mà 70 cho em luôn các chị, set áo dài vô 70 nha. Đó comment mà 70 cho em luôn. Giá cái set này là 130 chị ơi, giá 130 nha. Chị Út Nguyễn comment trước, lấy kim trước. Út Nguyễn á. Út Nguyễn vừa không? Tại size này nhỏ lắm. Không biết phải thử đi. Út Nguyễn ơi chị có vừa không? Tại cái này cái size legging này nhỏ lắm, size F em ăn vừa. Út Nguyễn có vừa không? Chị Út Nguyễn có vừa không? Út Nguyễn không vừa thì em người khác nha. Được quần legging không? Út Nguyễn hỏi vậy. Thế á. Út Nguyễn có vừa không? Chị Duy Mạnh xin đi. Trang không đi nào luôn. Ông lúc dù không vô. Vậy hả? Khói mà như mù vàng. Út Nguyễn có trả lời không? Út Nguyễn ơi trả lời nhanh, em biết em chốt hàng nha. Cái quần này nè, Út Nguyễn chốt trước, xong đó làm cái gì? Nhưng mà cái quần nó size nhỏ á, mà có bố Nguyễn có vừa không vừa thì chốt cho bà. Cái đó bao nhiêu tiền bà? Quần em lấy cho tiền hả? Ok. Quần 15k. Có, quần có lấy, quần cho Út Nguyễn nha. Tiền bà gì bà mà sẽ ít hả? Hiện là siêu hút thôi. Đừng nhỏ nè. Rồi cái đầm body này nhắm chị. Set áo dài. Set vàng. Nãy Lâm Yến như chưa được set thọc vàng rồi em ơi. Em nghe coi cái thọc vàng rồi cái set đi giờ. Đó đúng không? Set thọc vàng nhưng màu vàng, set xong màu vàng. Set trống với set thọc kem rồi, set như vậy một thọc màu vàng. Tên nào? Đúng rồi, chị Lâm Yến Nhi hồi nãy chưa được set thọc vàng đâu. 70 chốt áo dài 70 cho em đi. Hỏi luôn hả? Xuống tối lên hả? Áo dài cho Yumi. Áo dài cho Yumi nha. Áo dài cho Yumi. Chắc tối lên với chị ơi. Em ngưng tối lên nha. Em lên cái này nữa là ngưng tối lên với chị ha. Đây. Em bị ngạt thở rồi. Qua la hàng xóm nè. Rồi mấy chị ơi. Cái đầm body này ha mấy chị. Cái đầm body này bán cái đầm body này nữa thôi đó. Offline tối lên tiếp nha. Cái đầm body này eo của nó tầm để đó eo đi. Sexy lắm, mặc với bara cho em nha, sexy cực kỳ. Mặc với bara cực đẹp ha. Eo 66, eo số 6 đổ về dành cho vòng eo siêu nhỏ nha. Chế nào sẽ tới eo số 6 đổ về nha. Đây, mẫu mặc luôn này rất là sexy ha. Cái set này á, cái đầm này á, cái đầm body này là mình mặc chung với bara cho em đằng sau hở lưng nha chị, mặc chung bara cho em đằng sau hở lưng. Dành cho chế nào sexy, mặc cực kỳ đẹp luôn. Đây mẫu mặc này. Nhìn mẫu mặc này mấy chế. Chế nào mà không thích sexy mặc bara cho em nha. Rồi cái đầm này em sale đi. Em sale 79k. Xe 79k cục cười đẹp thật sự, mặc lên đẹp lắm. Mà dành cho chị này yêu nhỏ nhỏ một chút và mặc Kumbara cho em nha. Rồi 79k, chốt mà 79 cho em luôn nha mấy chị, mà 79 79k. Comment mặc 79 79k cho em, mà 79 79k nhé. Chị Lâm Yến Nhi sao kỳ vậy? Tại vì Lâm Yến Nhi comment sau á chị yêu ơi. Chị Lâm Yến Nhi kéo, có thể kéo lại livestream coi là giúp em, là tại vì chị comment sau ha. Mới đầu Út Nguyệt, tại vì nhân viên em chốt hàng là đặt nhìn từ nó chế comment trước, nhưng mà chế comment sau cho Út Nguyệt nha, có thể kéo lại để coi lại giúp em nha. Rồi bây giờ em móc like cái gì tuổi chị Lâm Yến Nhi lên đi, chốt hàng em bù cho Lâm Yến Nhi nha. Rồi bây giờ em móc like là chúc mấy chế 79 nha chị Anh nha. Chúc mấy chế một buổi chiều vui vẻ nha, tối mới lại gặp nhau ha mấy chế ha. Bye bye mấy chế nha.